chào tất cả các anh chị em. Chào tất cả các anh chị em. Tôi đến từ một nơi hẻo lánh của thế giới. Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố mà chưa từng ai nghe nói tới. Tôi đã học rất tệ ở trường. Tôi không vào trường đại học. Tôi không có tương lai. Dựa theo ý kiến của những người xung quanh, tôi đã làm rất nhiều thứ. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một điều rất quan trọng. Tôi đã chịu trách nhiệm cá nhân cho tương lai của chính mình. Cuộc sống không có lối tắt và không có thứ gọi là miễn phí. Tất cả chúng ta đều muốn thành công và muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta và làm điều gì đó khi chúng ta có cơ hội. Nhưng mà chúng ta không được cho cơ hội, nó không hề dễ dàng. Rowan sẽ cho chúng ta cơ hội. Tôi đã đưa 3 công ty của tôi trên sàn giao dịch chứng khoán và đây sẽ là công ty số 4. Tôi đã thành lập 3 công ty trị giá 1 tỷ đô mỗi công ty và Rowan sẽ là công ty số 4. Chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm bạn cần để bạn đi đến nơi mà bạn muốn đến. Và nếu bạn làm việc chăm chỉ với những gì bạn tin tưởng và sự cam kết cống hiến và thực hiện nó với đam mê, bạn sẽ thành công ở đây. Bởi đó là cách thế giới hoạt động. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng tất cả chúng ta đều là người chiến thắng. Chúng ta sinh ra để chiến thắng. Đừng bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ để một ai đó kéo bạn xuống. Nếu mọi người cười về bạn hoặc nói là bạn chẳng làm nên trò trống gì vì bạn không học đại học, hãy chứng minh điều ngược lại bằng cách làm việc thêm 2 giờ nữa hàng ngày. Chúng ta đã biết nhau qua Rowan. Và bây giờ tôi muốn hỏi em trước tất cả các thành viên Rowan. Em có muốn cưới tôi không? Dạ. Yes. Chúng tôi đã làm một cái gì đó để cho công việc của bạn dễ dàng hơn, nhiều niềm vui hơn và làm việc nhanh hơn. Một thiết kế web hoàn toàn mới với các chức năng mới, một văn phòng hỗ trợ mới, và bạn hỏi khi nào nó sẽ ra mắt. Câu trả lời là
hôm nay. Đừng quên bạn là người tiên phong. Bạn đang ở đây trước khi chúng ta thực sự cất cánh. Trước khi làn sóng lớn này được lan tỏa trên toàn thế giới. Chúng ta là công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Bạn đã sẵn sàng cho tương lai với Rowan. Chúng tôi minh bạch, chúng tôi sẽ ở ngoài kia và cho mọi người thấy rằng chúng tôi sẽ còn ở đây mãi mãi. Forever. We are here forever. Chúng ta là ai? Rowan. Chúng ta là ai? Rowan. Bất khả thi là không gì cả. Impossible is nothing. Xin chào tất cả các anh chị em, thành viên của My Rowan. Stay focused. Những gì bạn quan tâm hôm nay có thể là chiếc chìa khóa thành công cho những điều mà bạn mong đợi từ bấy lâu nay. Những điều này sẽ trở thành những phương tiện phục vụ cho mục đích của bạn để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi thời kỳ sẽ có sự kiện lớn ra đời. Thập kỷ 70, công nghệ đi ba ra đời. Thập kỷ 80, công nghệ video ra đời. Thập kỷ 90, máy vi tính ra đời và kèm theo đó là sự ra đời của Internet. Bạn có thể thất bại nếu không biết cách thích nghi với xu hướng của thời đại. Và không phải lúc nào bạn cũng có được những sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ và bạn nên nhìn về một tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì trong mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhà tỷ phú và chúng ta phải tìm hiểu xem họ đã trở thành tỷ phú bằng cách nào. Trong những sách tuyệt vời của mình, Bonchan Fischer đã nói rằng, trước năm 2010, hàng năm doanh số của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 1 tỷ tỷ đô la nhờ vào những cơ hội mà những cơ hội này sẽ dạy cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, những phương thức phân phối hàng hóa hữu hiệu hơn. Và tất cả những điều này được gọi là kinh doanh với tốc độ tư duy cao. Những cơ hội kinh doanh này cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, dịch vụ cũng như những phương thức phân phối hàng hóa tốt nhất. Và điều quan trọng là bạn có thể tạo ra một cơ hội kinh doanh cho riêng bản thân nhờ vào những điều kiện thuận lợi ngay chính tại nhà của mình. Một công việc mà chúng ta có thể làm để tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn, cũng như không phải nhức đầu với công việc quản lý nhân sự của mình. Một công việc hấp dẫn mà có thể giúp bạn kiếm được từ 100 đô la đến 5.000 đô la mỗi ngày hoặc nhiều hơn nữa. Là một công việc dành cho thời gian dư thừa và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách đầy thuận lợi. Đã đến lúc chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Chúng tôi chắc rằng các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Trong phần trình bày tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp cho bạn nhận ra những khát khao để bạn đến với cơ hội kinh doanh này. Một phương tiện mà qua đó, bạn sẽ hiểu thêm làm thế nào để bắt tay thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời này. Và trong chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể phát triển công việc của mình trên phạm vi toàn cầu. Đừng bỏ qua cơ hội giúp bạn có được một tương lai hoàn toàn tươi sáng. Chào mừng các bạn đến với ngành kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Wow, tuyệt vời các anh chị ha. Wow, hiện nay đã có được 183 anh chị em. Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì, bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một cái đoạn video clip nữa ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng chia sẻ về Rowan một xíu. Ok. Chào mừng đến với buổi thuyết trình sơ lược. Đây sẽ là bản tương tác, vậy nên đôi khi bạn sẽ được yêu cầu để nhấp chuột. Bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát bằng cách nhấp vào biểu tượng menu này ở đây. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy thử xem liệu chúng ta có khả năng tương thích với nhau không, để không tốn bất kỳ giây phút nào. Bạn có biết rằng ngành công nghiệp, cờ bạc và trò chơi trực tuyến trị giá 150 tỷ đô là lớn nhất thế giới không? Tuyệt vời! Và bạn có bao giờ tự hỏi rằng liệu mình có thể kiếm tiền mà không cần dành thời gian và tiền bạc xây dựng công ty của riêng mình? Cảm ơn! Câu cuối cùng. Nếu chúng tôi có thể cho các bạn thấy cách để hưởng lợi từ ngành công nghiệp lớn nhất này mà không cần phải đầu tư cho một khoảng thời gian hoặc tiền bạc to lớn, và với một công ty mà bạn có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới với di động của bạn, liệu bạn có hứng thú tìm hiểu hay không? Tuyệt diệu! Chúng tôi vừa ra mắt công ty vài tháng trước thôi, và chúng tôi đã có hơn 2 triệu người có một khoảng thời gian kiếm tiền thực sự vui vẻ rồi đấy.
và còn tạo ra thời gian và tự do nữa. Và dựa vào câu trả lời của bạn, có vẻ bạn là người phù hợp đấy. Vì vậy, chúng tôi xin dành 7 phút tiếp theo để sắp xếp mọi thứ ra cho bạn và khiến bạn hào hứng như 2 triệu người kia vậy. Hãy vuốt màn hình và xem chúng tôi đang nói đến công ty nào nhé. Rau đang phát triển như một điều mà cả ngành công nghiệp chưa từng thấy trước đây, bởi vì chúng tôi đánh giá vào thói quen của mọi người thay vì cố gắng thay đổi chúng, và những người liên kết của chúng tôi kiếm được tiền trực tiếp vào di động của họ khi thực hiện. Vậy, câu hỏi nhanh thôi, bạn thích được trả bằng Bitcoin hay đô euro? Dù bạn ở bất kỳ đâu, tiềm năng luôn ở quanh bạn, và công việc luôn rộng mở ngay trong túi của bạn. Hãy xem đoạn phim dài 45 giây này. Một nền tảng độc đáo với công nghệ đột phá dễ sử dụng bất kỳ nơi đâu trên thế giới, thích nghi với thị trường toàn cầu, với cao cấp và thời gian thực công nghệ di động, ngành công nghiệp 5 phút, một công nghiệp mọi người sẽ hiểu, siêu dễ để bắt đầu, kết hợp với điều lớn nhất của thế giới, ngành công nghiệp giải trí, trò chơi trực tuyến, kết nối đám đông, mạng lưới trực tiếp thị trực tuyến với trò chơi trực tuyến bằng một cách độc đáo và đầy cải tiến. Xin chào tất cả các anh chị em. Phát triển nhanh nhất thế giới là một bước chậm rãi tuyệt vời trong thu nhập. Mời mọi người trong khi tận hưởng trò chơi trực tuyến, chơi thể thao điện tử xã hội trực tuyến, trở thành một người tiên phong. Hãy chọn xem bạn muốn tìm hiểu điều gì tiếp theo nào. Bạn có thể quay lại và xem những thứ khác sau. Nhưng bạn muốn xem điều gì đầu tiên? Tuyệt thôi. Có 4 cột trong kế hoạch đền bù đáng kinh ngạc của Brow. Đầu tiên là thưởng cho liên kết. Chúng tôi xây dựng cấu trúc 2 đội ở Brow. Đội bên trái và đội bên phải. Và thưởng thức liên kết của chúng tôi trao thưởng cho hoạt động theo nhóm. Và bạn có thể thấy binary của chúng tôi có thể trả hơn gấp nhiều lần một binary truyền thống. Cột thứ hai của kế hoạch đền bù là thưởng ghép đôi hoặc thưởng giảm chạy. Khi bạn giúp người khác nhận được thưởng liên kết của họ, bạn sẽ được khoản thưởng ghép đôi là 10% cho đến 5 thế hệ tiếp theo. Tiếp theo là thu nhập thặng dư, điều mà chúng tôi đã nói chi tiết ở một giải thích về cách Rao kiếm tiền. Nhưng để bạn có thể hiểu nhanh về điều này, thì hãy tưởng tượng rằng bạn xây dựng một mạng lưới ở một hoặc chỉ vài quốc gia, nhưng vẫn có thu nhập thụ động từ tất cả các quốc gia trên thế giới mà Rao có kinh doanh. Và cuối cùng, nỗi sợ mất mát. Xin chào tất cả các anh chị em thành viên của Myra One. Lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một buổi tối an lành và một buổi tối sau khi nghe chương trình live stream vào tối hôm nay thì các anh chị em sẽ có một cái giấc ngủ thật là ngon. Ok. Lời đầu tiên cho Minh Vũ xin thay mặt hệ thống Myra One xin gửi lời chúc mừng đến rất là nhiều anh chị em đã đạt được cấp độ là Director 1 sao. Ha. Đó là bước cửa đầu tiên thì rất là nhiều anh chị em ha. Bên cạnh đó thì là sẽ có thêm là Director lên 2 sao cũng nhiều nữa. Và đây Director 3 sao thì các anh chị em biết rằng là để mà các anh chị em tìm hiểu hoặc là biết được những ai đã lên được director, đúng không ạ? Hoặc là resident, thì các anh chị em có thể truy cập vào trong cái website đó là myrao1.com. Thì hiện tại bây giờ, website myrao1.com thì Vũ đã phân ra thành hai mục rất là quan trọng các anh chị. Thứ nhất đó, là một cái mục đầu tiên là khi mà các anh chị em truy cập vào trang chủ thì các anh chị em sẽ thấy rất là nhiều avatar. Thì trong cái avatar của cái trang chủ á, thì đa phần là những anh chị em nào mà ở cấp độ mà dưới manager 1 sao. Có nghĩa rằng là những thành viên mới và những anh chị em ở cấp độ team leader, rồi coordinator, được chưa? Còn mà khi mà các anh chị em đạt được cấp độ là manager, được chưa? Manager 1 sao, 2 sao, 3 sao, hay director 1 sao, 2 sao và 3 sao, hoặc là resident 1 sao, 2 sao và 3 sao thì các anh chị em sẽ nằm ở trong một cái mục gọi là menu leader, được chưa? Thì trong cái mục này các anh chị em sẽ được phân ra phân ra từng menu nhỏ thì các anh chị em có thể thấy thì qua một cái quá trình khoảng tầm 4 tháng
đúng không? Hơn 4 tháng một xíu. Thì chúng ta đã có rất là nhiều anh chị em đã đạt được những thành quả rất là lớn cùng với Rao Oanh. À, thông qua cái hệ thống My Rao Oanh, chúng ta đã tạo ra được một hệ thống từ khắp nơi trên thế giới các anh chị. Đây là một trong những cái bước đầu để chúng ta tiến tới những cái điều lớn lao hơn nữa. Ok ha. Thì lời thì Vũ xin thay mặt chúc tất cả các anh chị em trong một cái giai đoạn rất là ngắn nhưng mà đã đạt được nhiều thành tích, chúc tất cả các anh chị em sớm đạt được thêm nhiều thành tích nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thời điểm này Rao Oanh đã chạm ngưỡng thành viên, số lượng thành viên trên khắp thế giới đó là hơn 4.750.000 thành viên. Có thể hết tuần này có thể là đạt tới mức là khoảng 5 triệu thành viên các anh chị. Có thể hết tuần này. Thì các anh chị em biết đó, rằng là Rao là một trong những đơn vị có tốc độ phát triển gần như là giống như là ông sáng lập, ông có nói đó, phát triển giống như là gọi là tốc độ ánh sáng các anh chị. Thực sự mà nói rằng là đó là một trong những cái mà công ty phát triển khủng khiếp các anh chị. Từ xưa tới nay chưa có một ai làm được điều đó các anh chị. Từ xưa tới nay chưa ai làm được điều đó các anh chị. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý. Cái vấn đề quan trọng á, các anh chị em thấy đi, đó là Rao đã tạo ra được một cái làn sóng rất là lớn. Chính vì cái làn sóng này nó đã khơi dậy cho nhiều người có một cái giấc mơ lớn, nhưng họ có những cái khó khăn. Có những người thì khó khăn, có những người thì có đầy đủ mọi thứ, đúng không? Nhưng cái mục tiêu chính mà các anh chị em thấy ở Rao đó là gì? Họ tạo ra một cơ hội để làm gì? Để giúp cho nhiều người nhỏ bé nhưng có giấc mơ muốn thay đổi cuộc sống ở trên khắp thế giới, thì cùng với Rao Oanh có thể giúp cho họ đạt được cái giấc mơ lớn các anh chị. Thì các anh chị em thấy đi, thực ra mấy bữa nay Vũ không có livestream để chia sẻ với các anh chị, đó là có một cái lý do, đó là Vũ cái dành cái thời gian để mà làm cái làm và chờ cái ra cái hai cái đoạn video clip livestream là hơn 2 tiếng các anh chị, là dịch và lồng tiếng các anh chị ha. Còn một cái đoạn video clip nữa đó là cuộc tâm sự ha, gọi là cuộc tâm sự của hai người lãnh đạo của Rao Oanh, được chưa? Thì các anh chị em thấy rằng là cái đoạn livestream đầu tiên là hơn 2 tiếng và đoạn thứ hai đó là tâm sự của hai người lãnh đạo thì khoảng tầm hơn 40 phút. Thì các anh chị em biết rằng là từ lâu nay thì Vũ đã dịch và lồng tiếng ra gần như tất cả các cái đoạn phim về Rao ha, trong các sự kiện hoặc là phim của công ty gần như đã dịch và lồng tiếng hết rồi. Nên là các anh chị em rất là dễ dàng để tiếp nhận thông tin từ Rao, được chưa? Và trong cái đoạn livestream mà hơn 2 tiếng đó của công ty á, thì các anh chị em thấy rằng là công ty đã nói rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Đặc biệt thêm nữa cái đoạn video clip hơn 46 phút, đúng không ạ, của hai người lãnh đạo á, họ cũng đã chia sẻ tâm sự, chia sẻ hết mọi cái tư tưởng cũng như là tầm nhìn của họ rồi, đúng không ạ? Nếu mà thực sự Vũ xin chia sẻ thực nha, nếu các anh chị em mà bình tâm á, hoặc là các anh chị em có cái thời gian á, dành cái thời gian khoảng tầm 1 tiếng thôi, các anh chị em lắng nghe hết toàn bộ hai cái người sáng lập này, hai cái người mà đang lãnh đạo Rao Oanh này nè, thì các anh chị em sẽ hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Các anh chị em hình dung ý ha. Đôi lúc á, trong cuộc sống của chúng ta trải qua rất là nhiều cái công việc, đúng không ạ? Chúng ta trải qua rất là nhiều kênh đầu tư, rồi những cái công việc kinh doanh này, công việc kinh doanh kia. Chúng ta thất bại rất là nhiều và chúng ta cũng mất rất là nhiều. Nhưng khi đến với Rao Oanh á, đôi lúc các anh chị em có một cái cảm giác rằng là gì? Là Rao Oanh chắc cũng giống như mấy cái công ty khác, đến rồi đi thôi. Các anh chị em để ý đi, phần lớn các công ty khác hay là các cái mà từ trước nay chúng ta hay đầu tư, đúng không? Hay chúng ta hay làm, thì các anh chị em thấy đi, chúng ta đầu tư và chúng ta
ra chờ, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ giống như chúng ta chờ có lãi này, lãi kia, lãi nọ rất là nhiều, đúng không ạ? Hoặc là có nhiều công ty họ làm, họ đến rồi đi và rất là nhiều câu chuyện gây ra mất mát. Nhưng mà các anh chị em thấy một điều á, ở Round One á, cái lợi lớn nhất của Round One đó là gì? Đó là không phải bỏ ra một cái số tiền quá lớn. Các anh chị em phải nhớ một cái điều đó. Và đặc biệt rằng là họ vừa ra mắt một cái gọi là cái chương trình mà gọi là khuyến mãi khủng các anh chị. Chương trình này á, nó giúp cho những người gần như không bỏ ra một xu, không bỏ ra một xu các anh chị, vẫn có được một cái quyền kinh doanh cùng với Round One. Các anh chị em thấy đi ạ. Các anh chị em thấy là vừa qua đúng không? Là chúng ta có được một chương trình đó. Và cũng nhờ chương trình đó mà đã tạo ra được hơn 1 triệu thành viên. Hơn 1 triệu thành viên. Đúng không ạ? Là 1 triệu người này tham gia với số phí là 0 đồng. Họ vẫn có thể kinh doanh cùng với Round One được các anh chị. Các anh chị em hình dung ý ạ. Các anh chị em thấy rằng là gì? Khi mà các anh chị em nhìn và các anh chị em thấy cái cách hoạt động của Round á, thì các anh chị em sẽ thấy được một cái điều rằng là gì? Họ đâu có làm những cái thứ điên rồ như thế này chỉ để mong muốn lấy tiền của chúng ta. Các anh chị em hiểu không ạ? Cái mong muốn lớn của họ là gì? Hai thứ các anh chị em cần chú ý ha. Một á, là gì? Tạo ra một cái cộng đồng thật là lớn. Để làm gì? Dùng cái cộng đồng này để làm gì ạ? Để kiếm tiền. Để làm gì? Để kiếm tiền. Để kiếm tiền xong đem về là chia sẻ lại cho chúng ta. Bởi vì khi chúng ta tạo ra được một cộng đồng lớn á, thì sao ạ? Thì các cái tập đoàn, các cái công ty khác á, họ có sản phẩm á, thì sao? Họ muốn bán cái sản phẩm đó. Thì sao? Họ cần có một cái gì? Họ cần có được một cái nơi mà khi đưa sản phẩm vô một cái thì trong tích tắc cái sản phẩm đó được phân phối. Các anh chị em hình dung á, tại sao Facebook nó cực kỳ có giá trị? Tại sao Facebook kiếm cực kỳ nhiều tiền? Lý do rất đơn giản các anh chị. Chỉ cần khi có sản phẩm một cái thôi, họ bấm nút một phát thôi, trong vòng 1 phút 30 giây thôi là sản phẩm đó đã được quảng cáo khắp thế giới rồi. Thì các anh chị em hình dung rằng là gì? Quan trọng nhất là tốc độ. Nó giống như câu chuyện bây giờ đi, nếu mà Rao mà chỉ cần có một sản phẩm thôi, đúng không ạ? Mà họ đưa vô cái hệ thống My Rao One, hệ thống Rao One một cái thôi, thì có phải là có hàng triệu người trên khắp thế giới, đúng không ạ, là biết cái sản phẩm đó liền. Nên là cái tốc độ nó rất là nhanh các anh chị. Và chính nhờ cái tốc độ đó thì sao ạ? Thì những cái công ty như Facebook, đúng không ạ? Hay là Google, đúng không ạ? Hay là ví dụ giống như gần đây nhất thì chúng ta có Zalo chẳng hạn. Đó. Thì sao? Hay là ví dụ giống nhiều kênh lắm các anh chị. Thì ví dụ giống như Round One đi. Thì họ sẽ kiếm được một cái lượng tiền rất là lớn. Và khi họ kiếm tiền đó, họ chia sẻ lại cho chúng ta. Đó là cái cách thức mà họ đang gây dựng. Và cái câu chuyện thêm đó, đó là gì? Bên cạnh đó là họ tập trung vô việc là xây dựng cộng đồng. Thì một việc thứ hai mà họ khao khát đó là gì? Khao khát đó là cái cơ hội này nè, nó sẽ đến được những cái người thực sự đang mong muốn có được một cái chìa khóa. Để gì ạ? Để có thể mở ra được một cánh cửa để giúp cho cái người đó có thể thay đổi cuộc sống các anh chị. Các anh chị em hình dung ý ha. Đó là cái vấn đề các anh chị. Nên á, nhiều người á, cứ đặt nặng quá vào cái vấn đề số tiền. Vũ nói với các anh chị em như thế này nè. Đây thực sự với góc nhìn của Vũ, Vũ cũng chia sẻ các anh chị. Bản thân các anh chị tham gia vào Round One cũng không khác gì Vũ đâu. Vũ tham gia vào Round One cũng giống như các anh chị. Các anh chị em hình dung ấy. Hay là nhiều người khác đi, tất cả chúng ta giống như nhau. Chẳng qua là đi trước đi sau thôi. Các anh chị em hình dung đi. Bây giờ dưới góc độ Vũ chỉ nói đơn giản thôi. Bây giờ chuyện chúng ta làm được hay chưa, đó là một chuyện. Nhưng bây giờ Vũ hỏi các anh chị em như thế này này. Có nhiều người họ đặt quá nặng vào cái chuyện rằng 99 đồng để khởi sự kinh doanh. Các anh chị đâu? Các anh chị em để đi. Tại sao công ty chi ra còn nhiều hơn? Có rất là nhiều. Có nghĩa công ty chi ra rất là nhiều. Để làm gì? Để cho nhiều người tham gia miễn phí. Nhưng mà các anh chị em để đi. Khi chi tiền ra thì ai cũng nói rằng công ty như thế này, như thế nọ, như thế kia. Nhưng khi cho miễn phí luôn, nhưng mà các anh chị em thấy thì có nhiều người vẫn làm ngơ mà. Họ cũng đâu có quan tâm đâu. Đúng quá. Đó là vấn đề các anh chị.
Nên ở đây các anh chị đang là gì? Cái góc nhìn của mình đó là họ vẫn chưa tin được rằng là gì? Có một công ty họ đang làm điều đó. Nó giống như các anh chị mình vô vào cuộc sống đời chúng ta nhiều khi cũng thấy vậy thôi mà. Có nhiều khi chúng ta thực sự rất là tốt. Chúng ta muốn cho đi. Nhưng mà sao? Có nhiều người họ sẽ nói chúng ta là chắc có lấy mục đích gì đây, mục đích gì đây, mục đích gì đây. Đúng không ạ? Hoặc là chắc lợi dụng cái việc cho này để muốn chiếm đoạt một cái gì hay làm gì đó, làm hình ảnh gì đó. Các anh nhìn không ạ? Nên rằng là gì? Rất là nhiều người khi mà ví dụ giống như mình nói đơn giản này, khi mà tham gia 99 đồng thì cũng nói này nói nọ. Nhưng mà khi người ta cho một cái tài khoản miễn phí á, người ta trao gửi một cái món quà miễn phí đó là gì? Tham gia được cùng với Rao One để phát triển miễn phí á, thì họ cũng làm ngơ. Ok không? Cái chuyện đó chúng ta bỏ qua. Được chưa? Ok, chúng ta bỏ qua. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải ai cũng có duyên để mà đón nhận được cơ hội. Nhưng mà nếu các anh chị em đã đón nhận được nó rồi, thì Vũ cũng xin khuyên các anh chị rằng là gì? Hãy dành thời gian để mà gì ạ? Để mà nghiên cứu, để về mà nắm hết tất cả thông tin về Rao. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có được một cơ hội tốt các anh chị. Cái vấn đề là quan trọng như thế. Ở ngoài kia có rất là nhiều cơ hội. Các anh chị vô, có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng chúng ta đang có được một sự lựa chọn tốt nhất các anh chị. Và tốt nhất cho nhiều người nữa các anh chị. Cái đó mới quan trọng. Ở ngoài kia có rất là nhiều cơ hội. Nó có thể là cơ hội tốt cho các anh chị, nhưng chưa chắc là tốt cho nhiều người. Các anh chị nhớ, cái mà Vũ khao khát khi đến với Rao One và Vũ muốn chia sẻ nhiều thứ và Vũ làm nhiều thứ. Và mục đó là cái mong muốn của Vũ đó là gì? Cái câu chuyện ở Rao á, nó không phải rằng câu chuyện là thành công cho một số người. Mà câu chuyện ở Rao á là gì? Nó có cơ hội thành công cho nhiều người. Đây là cái mà mình cần lưu ý. Các anh chị nhớ, phần lớn các cơ hội khác á, đa phần nha, thì sao? Chỉ có những người có nhiều tiền thì sao? Hoặc là phải thực sự là rất là giỏi thì họ mới kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng đối với Rao thì khác. Không nhất thiết phải có nhiều tiền. 99 đồng cũng được các anh chị. Ngay cả các anh chị mà muốn làm mà các anh chị em không có tiền, các anh chị em vẫn có thể liên hệ với những cái người đang làm Rao. Sự thực nha. Sự thực các anh chị em thực sự mà không có tiền thực sự, nhưng các anh chị em vẫn muốn tìm hiểu, vẫn các anh chị em muốn làm Rao, các anh chị em vẫn có thể liên hệ được với các leader, với các anh chị em, những người đang làm Rao. Anh ơi, có thể giúp cho em một tài khoản được không? Em thực sự em không có tiền ở đâu, em chỉ còn từng này để có gì à, như thế này như thế kia thôi. Thì em thực sự khao khát muốn nắm bắt và muốn làm với Rao, thì người ta vẫn có thể trao cho các anh chị em một tài khoản 99 đồng. Chuyện bình thường các anh chị. Bởi vì khi Vũ bắt đầu Vũ cũng vẫn chia sẻ cho nhiều anh chị em mà. Nhiều người khó khăn cực kỳ đến nỗi một 99 euro cũng không có tiền các anh chị. Thì Vũ vẫn chia sẻ cho họ mà. Và đến ngày hôm nay họ vẫn đạt được rất là nhiều kết quả. Có thể kiếm lên tới 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn. Đó là chuyện bình thường các anh chị. Có nhiều người đạt smart out từ cái số 99 đồng. Và có những người đạt smart out từ cái số không có gì luôn các anh chị. Các anh chị em hình dung ý ha. Nên á, Vũ muốn nhắn gửi với các anh chị em như thế này này. Có nhiều người họ coi trọng quá cái số. Và khi mà họ bị giống như kiểu giống như là họ, đôi lúc á họ cứ nghĩ rằng là gì, tham gia là họ thành công. Có nhiều khi là gì, là có nghĩa là ảo tưởng quá ha. Ảo tưởng này có hai đối tượng. Một á là gì? Đối tượng mời, đối tượng chia sẻ. Giống như là vừa rồi là có một người cách đây, thực ra trước khi livestream khoảng tầm 30 phút thì Vũ có thấy một cái người mà đăng lên, họ nói rằng là gì, tham gia 99 đồng với Rao, sau tới năm 2021 có được hơn 130 mấy triệu. Nó không đúng các anh chị. Nó không đúng. Các anh chị nhau đó, đó là đối với người mời. Đó là điều không tốt các anh chị. Đó là điều không tốt. Đó là hứa hẹn không tốt. Điều này cực kỳ không tốt. Và Vũ khuyên các anh chị em đừng có làm cái điều này. Bởi vì các anh chị em làm điều này rồi tới năm sau mà không được thì sao? Đúng không ạ? Ok ha. Nên các anh chị em phải nhớ nè, Rao chỉ có hơn một năm thôi. Một năm có vài tháng thôi.
năm sau làm gì có thể được, làm gì có thể năm sau mà nó có thể kiếm từ 99 đồng mà không làm gì để có được 100 mấy chục triệu. Không có chuyện đó các anh chị, không có chuyện đó đâu. Các anh chị em hình dung ấy ha. Nên á, rằng là gì, khi mà chúng ta chia sẻ cho một ai đó thì chúng ta cũng không thể làm cái điều đó, không thể hứa hẹn điều đó được. Điều đó là sai hoàn toàn. Được chưa? Điều đó là sai hoàn toàn. Cái thứ hai á, đối với người nghe, đối với người tham gia, cái người giới thiệu và cái người tham gia, cái người tham gia sao? Wow, chắc đây là một cơ hội lớn, chắc mình phải tham gia để làm gì? Để mình có thể thành công lớn cùng với Rau. Đúng không ạ? Nghe hấp dẫn quá mà. Nhưng mà xin thưa, các anh chị em phải lưu ý chỗ này. Cơ hội đó là một phần, nhưng làm việc lại là một phần khác các anh chị. Đúng không ạ? Các anh chị em hình dung ấy, trao cho bạn một cái chiếc cần câu, nhưng mà bạn phải có sao à? Có thời gian để mà ngồi câu cá. Tôi đưa cho bạn chiếc cần câu, tôi đưa cho bạn cái mồi câu, nhưng bạn vẫn phải có thời gian để mà ngồi mà câu, mà rồi còn học cách để mà câu nữa. Chứ đâu có phải tự dưng là đưa cái cần câu xịn rồi đưa mồi ngon là thả xuống là cá ăn đâu. Làm gì có cái chuyện đó. Hên, chỉ có một vài người hên vừa thả xuống, thả đúng ngay cái chỗ cá nó đang chờ sẵn, hoặc là cá nó đang bầy đàn nằm đó, thả xuống cái chúng thành công. À, cái đó có, ở Rau vẫn có những người như thế, làm đúng ngày đầu tiên thôi, giới thiệu ra luôn, hai nhánh luôn, trái phải, sau 4 tháng thành công, lên cấp độ rất là cao. Có. Các anh chị em hình dung, vẫn có chứ không phải là không có. Nếu không có thì làm gì có chuyện mà là cơ hội trúng số. Đúng không? Cơ hội được cái này, được cái kia, trúng quà tặng này, trúng quà tặng kia. Đúng không? Nhưng các anh chị em phải xét được một điều rằng là gì? Rau là cơ hội có hay đi nữa. Giống như câu chuyện rằng là gì? Chúng ta trao cái cần câu, rồi đưa cái mồi câu, thì cái người đó cũng phải ngồi trên bên bờ hồ, bên bờ suối, bên bờ biển. Để làm gì ạ? Để ngồi câu, vẫn phải bỏ thời gian, công sức, học hỏi, kinh nghiệm, kỹ thuật, nhiều thứ, cá mới ăn chứ, đúng không ạ? Thì cái công việc kinh doanh cũng vậy thôi. Cơ hội đã có rồi, đúng không ạ? Đầy đủ mọi công cụ rồi, thì bây giờ chúng ta phải dành thời gian để làm gì? Để học hỏi, để lắng nghe, rồi bắt đầu chia sẻ, thực hành, hành động. Sẽ có những từ lời từ chối, đúng không ạ? Sẽ có những cái này, những cái kia, những cái nọ, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta sẽ kiếm được, xây dựng được hệ thống. Và khi chúng ta xây dựng được hệ thống thì sao ạ? Thì bắt đầu chúng ta hướng dẫn cho những người khác sao chép và phát triển thôi. Thì chúng ta lại vẫn có khả năng thành công. Các anh chị em hình dung ý ha. Cái vấn đề nhiều người đang suy nghĩ rằng là gì? Trời ơi, có 99 đồng thì làm được cái mẹ gì? Đúng không ạ? Có nhiều người nghĩ như vậy. Bởi tại sao vậy? Bởi vì bình thường họ phải bỏ ra hàng chục triệu, hàng trăm triệu, hàng tỷ mà chưa chắc họ đã thành công các anh chị. Mà 99 đồng thì làm sao mà có cửa thành công? À, cái đó là một câu chuyện khác. Các anh chị em, đó là một câu chuyện khác. Nên á, ở đây các anh chị em hình dung nè. Trong thế giới ngày hôm nay á, cái công cụ mới là quan trọng các anh chị. Cái công cụ chứ không phải là số tiền đâu. Và quan trọng hơn á, nếu mà chúng ta tạo ra một công cụ á, thì tất nhiên chúng ta phải tốn rất là nhiều tiền. Nhưng người khác tạo ra một công cụ rồi thì cái người đó họ bỏ ra tiền nhiều rồi. Được chưa? Và chúng ta là những người hợp tác cùng với họ. Để làm gì? Để xây dựng cái hệ thống cùng họ, xây dựng một cái nền tảng cùng họ, và họ chia sẻ lợi nhuận cho chúng ta. Đó là cách là gì? Hợp tác. Các anh chị em không thể tự bỏ tiền ra xây dựng được một cái công cụ giống như YouTube được. Nhưng các anh chị em có thể đăng ký mở tài khoản miễn phí với YouTube. Được chưa? Sau đó các anh chị em đầu tư vào cái việc là gì? Xây dựng nội dung cho YouTube, và các anh chị em vẫn có thể kiếm được tiền từ YouTube. Vẫn có nhiều người họ kiếm hàng triệu đô với YouTube. Vẫn có nhiều người họ không có khả năng tạo ra được một công cụ như Google, nhưng họ vẫn có thể tạo ra một cái blog trên Google miễn phí, và họ viết những cái nội dung hay, hấp dẫn và chia sẻ cho nhiều người.
và họ đăng ký cái công cụ kiếm tiền cùng với Google, và họ cũng kiếm được tiền hàng trăm ngàn đô, hàng chục ngàn đô, hàng ngàn đô, hàng triệu đô. Các chị em hình dung ấy. Và có nhiều người họ cũng không bỏ ra một số tiền nào hết, họ đăng ký tài khoản trở thành gì? Trở thành một cái đối tác liên kết với Amazon để họ gì? Họ chia sẻ những cái sản phẩm trong Amazon. Và họ vẫn có thể kiếm được hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng triệu đô cùng với Amazon với số tiền là không đồng. Các anh chị em hình dung nhé. Nên là đừng có nghĩ rằng là gì, phải bỏ thật là nhiều tiền. Không phải. Vũ nói sự thật này, với cá nhân của Vũ, Vũ nói luôn. Khi nào mà Vũ bỏ nhiều, cực kỳ nhiều tiền á, thì thường thường là mất hết. Mà mất nặng hơn nữa. Nhưng mà cái nào mà Vũ bỏ mà chỉ có 100 đô tới 200 đô đổ lại thôi, Vũ nói sự thật là cái đó Vũ kiếm cực kỳ nhiều các anh chị. Sự thật nói cho các anh chị em biết như vậy. Các anh chị em dùng ạ. Nên á, các anh chị em dùng này. Với góc nhìn của Vũ á, thì Vũ cũng chia sẻ các anh chị. Khi Vũ khởi đầu Vũ cũng tham gia như vậy thôi. Những cái số nhỏ thôi các anh chị. Đúng không ạ? Đâu có phải to tát gì đâu. Nếu mà mình dư giả thoải mái thì mình có thể tham gia nhiều hơn một xíu. Để làm gì? Để hạn chế bớt cái thời gian. Để chúng ta nhận được nhiều cái phần thưởng nhất. Chúng ta nhận được nhiều cái điều kiện nhất để công việc chúng ta dễ dàng hơn. Ok, cái đó là chuyện bình thường các anh chị. Nên á, ở đây này các anh chị em lưu ý này. Khi các anh chị em làm với rau quanh, cái câu chuyện nằm ở chỗ nó cần phải có một tinh thần hệ thống đó các anh chị. Thì Vũ nói với các anh chị rằng là gì? Có nhiều người nói rằng là Vũ ơi đừng có chia sẻ nói, đừng có nói may rau quanh nữa, đừng có nói may rau quanh nữa, cứ nói rau quanh thôi. Có nhiều người nhắn tin như vậy, comment như vậy, đừng có nói may rau quanh nữa. Vũ nói thật cho các anh chị em biết một điều này. Nếu không có hệ thống may rau quanh này, thì đừng có mơ cái hệ thống này có thể phát triển nhanh như thế. Nói sự thật luôn các anh chị. Không có cái chuyện đó các anh chị. Nếu không có hệ thống may rau quanh.com này nè, thì đừng có mơ mà có khả năng phát triển lớn như thế và nhanh như thế. Vũ nói sự thật luôn. Các anh chị em hình dung không? Cái hệ thống may rau quanh này nè. Nói thật nha, cái ý tưởng này từ năm 2007 đã Vũ đã nghĩ ra rồi. Từ năm 2007 mà tới bây giờ là 13 năm các anh chị. Làm đi làm lại, sửa đi sửa lại, suy nghĩ 13 năm rồi các anh chị. Trả giá 13 năm rồi. Mới cho ra đời được một cái hệ thống may rau quanh hoành tráng như thế này. Các anh chị em hình dung á, mà còn chia sẻ cho tất cả chúng ta miễn phí, không có một xu nữa, mà cho tất cả mọi thành viên luôn. Các anh chị em hình dung á, cái đó mới cái quan trọng. cái đó, các anh chị hình dung á. Nên á, các anh chị em phải nhớ, các anh chị em có thể tạo ra một website, chuyện bình thường. Các anh chị em chỉ được một vài người trong hệ thống các anh chị thôi. Các anh chị em hình dung á, giống như bây giờ có nhiều người vẫn tạo ra website. Nhưng mà chỉ có một nhóm người đó hoặc một người đó thành công thôi. Nhưng với hệ thống may rau quanh á, là gì? Nó sẽ giúp cho cả cộng đồng, mười mấy nghìn, hai chục nghìn, hay 100.000 thành viên, hay 1 triệu thành viên trong tương lai có khả năng thành công các anh chị. Đó mới là cái quan trọng các anh chị. Các anh chị em hình dung á. Nên á, các anh chị em phải lưu ý cái chỗ rằng là gì? Cái gì cũng vậy, nó phải có một cái chiến lược rõ ràng. Và có những cái rất là hay. Nhưng mà không thể rằng là gì, chia sẻ một ngày một, ngày hai, nói là các anh chị em nắm đâu. Nhưng mà phải có thời gian. Đúng không? Các anh chị em mới bắt đầu, thì các anh chị em nên nắm từng này thôi. Các anh chị đâu? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị em như thế này nè. Vũ dám cá thực sự luôn nha. Vũ chia sẻ cho các anh chị. Trên cái lãnh thổ Việt Nam này này, từ xưa tới nay chưa có một công ty nào, hay một cá nhân nào, hay một leader nào, có thể làm phim nhiều giống như Vũ đang làm cho các anh chị. Mà các anh chị thấy rằng là gì? Cá nhân của Vũ làm các anh chị. Cá nhân Vũ bỏ tiền ra các anh chị. Công ty không có chi gì đây hết á. Các anh chị em hình dung á. Các anh chị em nghe phim rồi, các anh chị em thấy rồi. Từ lâu, từ mùa, đầu mùa, cuối mùa, lúc nào các anh chị em cũng có phim bằng tiếng Việt. Được lồng tiếng đầy đủ hết. Đúng không? Vậy mà có 99 đồng thôi. Vậy mà cứ đi kiện củ khoai, đi gọi cái này, đi nói cái này, tôi bị mất, tôi bị lừa đảo, tôi bị này, bị kia.
Ôi trời, tôi không biết. Nói sự thật là không hiểu luôn các anh chị. Các chị em anh Dương ạ. Nên á, ở đây á, vẫn muốn nhắn gửi với các anh chị này. Các anh chị em phải lưu ý này. Vai trò các anh chị em tham gia cùng với Rao á, là một đại diện độc lập. Và cá nhân của Vũ cũng là một đại diện độc lập. Và tất cả những người khác cũng là một đại diện độc lập. Được chưa? Và họ chia sẻ cho các anh chị em một cơ hội đó. Các anh chị em thấy đi, có nhiều người tuyến trên của các anh chị đâu có kiếm được nhiều tiền bằng các anh chị đâu. Đúng không ạ? Rất là nhiều người tuyến trên của các anh chị đâu có thể kiếm được nhiều tiền bằng các anh chị đâu. Nhưng mà tại sao các anh chị em vẫn cứ là ra thằng nó đi kiếm đi trước là nhiều tiền? Không có. Các anh chị em hình dung ý ha. Nên các anh chị em phải nhớ một điều rằng là gì? Cơ hội này nó đều như nhau hết. Nhưng có những người đi trước, họ tâm huyết, họ làm ra được nhiều thứ. Để làm gì ạ? Để làm gì? Để giúp cho nhiều người khác đến sau đỡ mất thời gian hơn. Và quan trọng hơn là giúp cho nhiều người họ có công cụ để thành công hơn. Các anh chị em hình dung ấy. Nên á, là đừng có nghĩ rằng là gì, cứ ai đi trước là cũng đã thành công. Làm gì có chuyện đó. Có nhiều người tham gia 4 tháng trước kìa, bây giờ trong tài khoản vẫn có không có một xu. Nhưng mà 4 người, chỉ có nhiều người tham gia sau kìa. Có những người khoe Vũ đó, chỉ mới làm chưa đầy 1 tháng kìa, vẫn lên director bình thường các anh chị. Nên là đừng có nghĩ rằng là cứ phải tham gia trước là kiếm nhiều tiền. Không có chuyện đó. Nếu mà ai mà cứ tham gia trước mà nhiều tiền hơn những người toàn bộ những người phía sau á, thì dẹp cái công ty đó đi. Bởi vì công ty đó nó không có chính sách công bằng. Các anh chị em hiểu ý không? Cơ hội kinh doanh á, mà cứ chỉ có thằng đi trước mới kiếm được nhiều tiền á, thì dẹp cái công ty đó đi, bỏ cái công ty đó đi. Ok chưa? Và nếu mà giống như vậy thì công ty này Vũ bỏ luôn, Vũ không làm. Cá nhân của Vũ nữa là cũng vậy luôn. Nên là ở đây Vũ muốn nói với các anh chị em rằng là gì? Một cơ hội tốt rồi, được chưa? Thì nó cần phải có những người dẫn dắt đó. Nó cần có một cái hệ thống đó. Được chưa? Bây giờ Vũ sẽ ví dụ cho các anh chị em như thế này. Các anh chị em biết rằng cái xe Ferrari á, đúng không ạ? Cái xe Ferrari á, nó rất là đẹp. Và nó hội đủ đất, hội đủ mà đầy đủ tất cả các công nghệ trong đó. Chiếc xe Ferrari các anh chị, đúng không ạ? Mà chiếc xe đó nhiều người mơ ước có lắm các anh chị. Nhiều người khao khát kiếm được thật nhiều tiền để sở hữu được nó các anh chị. Thì ở đây á, các anh chị em phải hiểu rồi nè. Chiếc xe Ferrari á, nó đầy đủ các công nghệ vào đó, được chưa? Là một trong những chiếc xe chạy cực kỳ nhanh và rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì cái xe đó nó giống như cái công ty Rao của các anh chị. Được chưa? Cái xe Ferrari nó giống như công ty Rao vậy. Thì công ty Rao nó đầy đủ các công nghệ trong đó, công cụ trong đó. Nó đầy đủ hết trong đó. Nó như chiếc xe Ferrari. Vậy thì bây giờ vừa hỏi các anh chị này. Ai là người lái chiếc xe Ferrari đó? Ai là người lái chiếc xe Ferrari đó? Là các anh chị, là Vũ nè. Là các anh chị và tất cả chúng ta này. Tất cả chúng ta là những người lái chiếc xe Ferrari đó. Đúng quá. Vậy thì nếu mà chúng ta có kinh nghiệm á, thì chúng ta sẽ lái chiếc xe Ferrari đó chạy rất là nhanh, được chưa? Và rất là an toàn. Nhưng có nhiều người không có kinh nghiệm thì sao ạ? Hoặc là không có bằng lái, đúng không ạ? Chưa từng lái thì phải học, đúng không ạ? Được chưa? Hoặc là ví dụ dòng tốc độ nhanh quá, sợ. Đúng không ạ? Có nhiều người mà giống như ở Rao vậy. Có nhiều người lãnh nhiều tiền quá trong một lúc ngắn, trong thời gian ngắn quá, cũng sợ. Đó, mà có các anh chị hình dung, mà làm chậm quá thì sao? Cũng chán, cũng nản. Thì giống như chiếc mình chúng ta lái chiếc Ferrari cũng vậy. Giống như ngày đầu tiên các anh chị em mới học lái xe cũng vậy. Đúng không ạ? Có người thì sao? Trèo lên xe, cảm nhận xe và lái xe rất là tốt. Được chưa? Có nhiều người thì sao ạ? Lên là cứ ào ào. Thầy nói chỉ cho không? Cứ kiểu mà giống như lên là ta là ok lắm. Ta ok lắm. Tại nhìn hoài à. Nhìn người ta lái phê quá hoặc ngồi kế bên
lái thấy dễ quá thì cứ nghĩ là lên là lái, không phải. Các anh chị em nhớ này, không phải chuyện chúng ta lái hay lái dở. Ai mà lái xe mà cứ khen là ta, nói ta là thằng lái hay á, thì phải xem lại. Lái xe không phải là lái hay lái dở, mà phản ứng xử lý sự cố khi đang chạy, khi bình, hoặc là cái tâm lý bình tĩnh khi chạy trên đường. Cái đó mới cái quan trọng các anh chị, chứ không phải lái nhanh lái dở. Các anh chị em hình dung biết, cái đó mới là cái quan trọng. Lái hay mà hay uống rượu, hay uống bia thì cũng có ngày đi ra được, đi luôn, đúng không? Lấy hay mà lấy dở, mà lỡ mà ví dụ giống như mà kiềm chế cảm xúc không tốt thì cũng là đi luôn. Thì cái công việc kinh doanh cũng vậy thôi. Chúng ta là người lái chiếc xe Ferrari. Nhưng bây giờ vừa hỏi các anh chị nè, cái xe Ferrari nó cần phải có nhiên liệu, đúng không? Cần phải có nhiên liệu. Xe Ferrari đâu có thể đổ xăng bình thường các anh chị. Phần lớn ít đổ xăng bình thường lắm. Nó phải có nhiên liệu tốt. Thì ở đây các anh chị em nhớ nè, chiếc xe Ferrari là công ty RAL, được chưa? Và người tài xế đó là các anh chị. Các anh chị em là người lái chiếc xe Ferrari đó, ok chưa? Và nhiên liệu hay gọi là xăng, được chưa? Đó là hệ thống mai rao quanh. Hệ thống mai rao quanh nó giống như là nhiên liệu á, được chưa? Ok chưa? Để giúp cho cái xe đó, giúp cho anh chị. Để làm gì? Để làm sao? Để có thể rằng là lái chiếc xe đó tốt nhất. Cái hệ thống mai rao quanh á, giống như ví dụ cá nhân Vũ nè, và nhiều anh chị em khác nè, đạt được cấp độ manager nè, director nè, president nè, là những người đã trải qua, được chưa? Họ trải qua những cái thăng trầm này, thăng trầm kia. Họ biết được những cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm nọ. Họ biết trước những cái thông tin này, thông tin kia, đúng không? Đó, và họ chia sẻ, họ rất là nhiều tình nhiệt huyết để họ chia sẻ. Thì nó giống như một cái nhiên liệu rồi đó, để giúp cho làm sao? Để giúp cho chúng ta lái xe được tốt hơn, được chưa? An tâm hơn, được chưa? Và chúng ta có kinh nghiệm lái nó đi đến đích nhanh hơn và hạn chế rủi ro, ok chưa? Các anh chị em hình dung ý á. Nên á, hệ thống mai rao quanh cực kỳ quan trọng các anh chị. Các anh chị em phải nhớ, hệ thống mai rao quanh cực kỳ quan trọng. Cái đó mới là cái quan trọng các anh chị. Và vấn đề quan trọng rằng là gì? Các anh chị em lưu ý thêm một cái. Bởi vì nhiều người, khi chúng ta xây dựng cộng đồng á, nó không phải rằng là gì, chúng ta chỉ xây dựng một vài người, hai người, năm, bảy người, mà chúng ta sẽ xây dựng lên tới con số hàng trăm nghìn, hàng triệu người. Các anh chị em dùng á, nó giống như Facebook vậy đó. Khi mà sao, nó xây dựng lên 1 triệu thành viên, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Tới ngày hôm nay Facebook có hơn 2 tỷ thành viên các anh chị. Đó. Và phải, thì sao ạ? Thì họ phải làm rất là nhiều thứ. Để làm sao? Để điều hành nó làm sao cho tốt nhất. Ok chưa? Ok ha. Thì vấn đề câu chuyện được đặt ra rằng là gì? Đối với các mô hình cũ thì sao ạ? Thì kiếm được tiền á, thì sao? Làm vừa lòng cho các nhà đầu tư, những người đang sở hữu cổ phiếu. Ok chưa? Nó xây dựng một cộng đồng hàng triệu người, hàng tỷ người nè. Nhưng mà nó để làm thỏa mãn chỉ cho vài người thôi, cho một số ít người thôi. Còn ở RAL thì sao? Chính sách họ ngược lại, được chưa? Xây dựng cùng nhau, xây dựng cộng đồng. Chúng ta có thể rằng là cùng với RAL chúng ta không thể kiếm được vài tỷ đô giống như các cái ông đầu tư với Facebook hay là Google. Thì các ông đó họ có thể kiếm hàng tỷ đô. Nhưng mà nếu các chị em làm rau á, thì đừng có nghĩ tới chuyện tỷ đô, được chưa? Mà hãy nghĩ tới chuyện rằng là gì? Nó là một cơ hội lớn cho chúng ta. Chúng ta có thể kiếm được vài triệu đô, ok. Nếu mà hên nữa thì có thể kiếm nhiều hơn. Nhưng các chị em phải nhớ này, số tiền của chúng ta, số mà cái công sức chúng ta bỏ ra, thì sao? Nó chỉ là một phần thôi các chị. Nó không đánh đổi rủi ro quá lớn. Các chị em hình dung ý. Bởi vì không phải nhà đầu tư nào đầu tư vô giống như là gì, trước khi họ đầu tư vào Facebook hay là Google hay là Amazon thì sao ạ? Thì họ cũng phải đầu tư nhiều thứ rồi. Họ mất hàng chục triệu đô rồi, hàng trăm ngàn đô rồi, hàng chục ngàn đô rồi, đúng không ạ? Chứ không phải là đầu tư một cái là thắng được đâu. Không có.
Nhưng đối với rau thì sao? Cái câu chuyện nó nằm ở chỗ rằng là gì? Cái số mà chúng ta tham gia nó rất là nhỏ. Cái quan trọng ở rau đó là gì? Là một cái cơ hội để cho chúng ta có thể vận hành, để phát triển ra cộng đồng khắp mọi nơi trên thế giới. Và khi chúng ta xây dựng được cộng đồng này thì chúng ta có được nguồn thu nhập lớn. Và khi chúng ta có được nguồn thu nhập thì chúng ta mới tích lũy được cái giá trị đầu tư. Các anh chị nhìn vô, có nghĩa là khi chúng ta tạo ra được tài sản, tạo ra được tiền, thì trong cái số 100% cái số tiền mà mình kiếm được á, thì 20% này nó mới bắt đầu tích lũy đầu tư. Thì đó là cái quan trọng đối với khi chúng ta xác định làm rau. Được chưa? Là những người làm network, là những người muốn xây dựng hệ thống để làm gì? Để có nhiều của cải hơn, nhiều tài sản hơn. Đó là cái vấn đề. Ok ha. Nên á, ở đây á, các anh chị em lưu ý thêm một cái. Những ai mà tham gia vào rau trong cái hệ thống My Rau One mà chưa có website My Rau One, được chưa? Thì hãy liên hệ với tuyến trên của mình để có được một hệ thống myrauone.com. Các chị em vô không? Bởi sao vậy? Bởi vì á, trong thế giới ngày hôm nay chúng ta đi kinh doanh thì ít dù nhiều chúng ta cần phải có được một cái website. Được chưa? Mà ở đây hệ thống MyRauOne tạo ra cho các chị làm miễn phí, không có tốn tiền. Được chưa? Mà nó còn tạo ra cho hệ thống của các chị miễn phí luôn. Các chị em hãy suy nghĩ kỹ đi. Những người mà đang làm rau này, những người đặt lên director này, những người lên resident này, các chị em xem lại thử đi. Các chị em sẽ thấy hệ thống các chị em có bao nhiêu người. Các chị em có thể tạo cho mỗi người một website không? Không. Mà hệ thống MyRauOne cung cấp cho tất cả, đúng không? Tới ngày hôm nay Vũ nói các anh chị biết rằng là hiện nay có được 13.000 website các anh chị. 13.000 website. 13.000 website myrauone.com xiệt cái username các anh chị. Các anh chị em tưởng tượng đi. 13.000 website. Ghê chưa? 13.000 website mà mỗi người chỉ cần chia sẻ một phát thôi. Thì có phải rằng chúng ta đã tạo ra được một hệ thống khủng khiếp trên thế giới không? Các anh chị em nắm yếu á. Cái quan trọng không phải rằng là gì một mình chúng ta thành công. Cái quan trọng của chúng ta rằng là gì? Chúng ta có 1.000 người trong hệ thống. 1.000 người này có một cái website riêng. Được chưa? Là ai cũng có myrauone.com xiệt username của họ. Và họ có thể chia sẻ khắp mọi nơi trên thế giới. Và các anh chị em thấy đi. Có những người thì đạt được kết quả tốt. Nhưng có những người chưa đạt được kết quả. Vậy thì các anh chị em phải nhớ rằng là gì? Trong cuộc sống, không phải ai cũng có thể đạt được kết quả cùng một lúc cả. Được chưa? Nhưng nếu các anh chị em mà chưa đạt được, thì các anh chị em cần phải học thêm. Đúng không? Nắm bắt thêm. Rồi sau đó, liên hệ với những người mà giới thiệu chúng ta và những người ở trên những người giới thiệu chúng ta. Để làm gì? Để kêu họ hướng dẫn cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta. Và bản thân cá nhân chúng ta phải nỗ lực. Được chưa? Phải im lặng, lắng nghe và làm theo. Người ta chỉ cho mình làm sao thì mình cứ làm vậy đi. Tại sao vậy? Ít dù nhiều họ lên director rồi thì họ cũng sẽ biết cách để giúp cho các chị em lên director. Đúng không ạ? Ok chưa? Có nhiều người là kinh nghiệm cũ, cứ vác vô đây làm sao làm được. Các chị em hình dung á, các chị em là bác sĩ, các chị em giỏi trong cái việc là trở thành bác sĩ thôi. Chứ làm bên cái việc này thì làm sao mà các anh chị em thấy giỏi được. Nên rằng là gì? Mỗi người sẽ có một cái lĩnh vực. Đúng không? Nên rằng là gì? Đừng có đưa cái công việc mà mình đang làm đem vô đây. Mà đem vô đây á, thì sao? Thì mình phải lắng nghe lại. Và những cái gì, kỹ năng gì mình đang có trước đó, thì mình có thể là đưa vô một chút xíu để chúng ta làm cho rau nó tốt hơn. Cho cái công việc kinh doanh chúng ta tốt hơn. Nhưng vấn đề đầu tiên là gì? Vấn đề đầu tiên của chúng ta cần phải có đó là phải lắng nghe. Lắng nghe coi những người đi trước họ làm được cái gì. Đúng không? Có thể những người, cái người mà giới thiệu chúng ta họ chưa đạt được, không sao cả, tại vì họ mới mà. Hoặc anh chị em cứ liên hệ với tuyến trên của anh chị, những người đạt được director đó, thì các anh chị em nghe thử coi họ làm sao để đạt được. Đúng không? Lắng nghe là việc đầu tiên. Được chưa? Rồi sau đó bắt đầu khi mà chúng ta nắm hết rồi, chúng ta bắt đầu làm. Được chưa? Tức từng bước, từng bước, từng bước. Chứ không phải là ngày một, ngày hai các anh chị.
Ok ha. Nên rằng là hãy thoải mái tâm lý vô. Có nhiều người 3 tháng này, 4 tháng này sao mà chưa ra kết quả nhiều, chán nản. Nghĩ. Vũ hỏi thật các anh chị này. Vũ hỏi thật các anh chị. Các anh chị em mở ra nhà hàng, mở ra quán ăn. Các anh chị em mở ra công ty. Các anh chị em có cam đoan rằng là trong vòng 3 tháng tới 6 tháng các anh chị em có thể thành công chưa? Hỏi thật đó. Không có. Đâu có đâu. Mà các anh chị em mở ra nhà hàng, các anh chị em muốn làm lâu dài đúng không? Đúng không? Các anh chị em mở ra công ty, các anh chị em muốn làm lâu dài đúng không? Vũ nói các anh chị em như thế này. Round One, họ đang xây dựng một nền tảng lâu dài. Vũ nói thật đó, chỉ cần Round One lâu dài thôi là mừng lắm rồi. Round One chỉ cần lâu dài thôi là tuyệt vời các anh chị. Với cái phương thức như thế này, với cái công cụ như thế này, Round One nó phát triển mà lâu dài thôi thì tuyệt vời các anh chị. Cái giấc mơ mà đạt có được 1 triệu người thành công các anh chị, mừng lắm các anh chị. Cái khao khát cơ bản của Vũ nó vừa thật đó. Cái khao khát cơ bản nha, chưa phải là lớn lao nha, là mỗi tỉnh ở Việt Nam á, sẽ có được một director. Sự thật đó, đơn giản đó. Đó là đơn giản đó. Còn mà nhiều hơn nữa thì khao khát nhiều hơn thì có được 1.000 người. Được chưa? Director ở Việt Nam. Nếu trong vòng 2 năm có khả năng các anh chị. Được không ạ? Chỉ mới 4 tháng à thì đã có bao nhiêu các anh chị? Mấy chục director các anh chị. Hơn 50 rồi đúng không? Các anh chị em đếm ở trên MyRoundOne á, Vũ Chuẩn chia sẻ các anh chị. Các anh chị em đếm trên MyRoundOne á thì các anh chị em sẽ biết được manager 1 sao, 2 sao, 3 sao, director 1 sao, 2 sao và 3 sao. Vũ nói với các anh chị em như thế này. Có nhiều người lên director rồi mà họ không dám đưa cái mặt họ ra. Vũ nói thật các anh chị. Bởi vì có những cái công ty vớ vẩn, những công ty mà ta nói ăn cây nào rào cây đó cũng là làm network nè. Các anh chị vô. Họ nói với những người đó, anh mà đi làm công ty nào khác á, ngoài công ty của tôi á, là tôi cắt mã số, tôi cắt cái tài khoản. Nên là gì, có nhiều người họ đầu tư vào những công ty đó rồi, mặc dù họ không kiếm được tiền gì nhiều đó nữa rồi, nhưng sao, nhưng mà lỡ đầu tư đó rồi, bây giờ làm ra thành công nhưng mà sợ tiếc mất cái số tiền bên đó 10.000 đô, 20.000 đô, các chị dùng ý. Mà bên đó mấy cái thằng bên đó nó gì, nó nói với cô, nó nói với những cái cô mà director rồi vừa rồi, mấy cô nói với Vũ rồi, nói mấy anh cũng nói với Vũ là gì, có nhiều chỗ nó chơi theo kiểu luật rừng các anh chị vô. Anh mà đi làm đâu đâu mà anh mà lên nó xuất hiện đó là gì, là tôi cắt mã số anh đó, nó kiểu vậy. Các anh chị em làm rau hôm mai, các anh chị em đi làm công ty khác đi, không ai nói gì các anh chị hết đó. Các anh chị em hình dung á, ngày mai Vũ đi làm công ty khác, công ty rau nó cũng sẽ chả nói gì đâu, và bản thân Vũ cũng chả thèm nói luôn. Nếu mà ngày mai các anh chị em làm công ty khác thì Vũ còn vỗ tay. Vũ nói rằng các anh chị em xác định lại đi, nếu mà thấy được ok, các anh chị em thấy chỗ nào làm được các anh chị em cứ làm thoải mái. Trong thế giới ngày hôm nay á, có nhiều thứ các anh chị, có nhiều thứ lắm, chúng ta không thể áp đặt bất kỳ ai được. Các anh chị nhớ, trong thế giới ngày hôm nay chúng ta không áp đặt bất kỳ ai được, chúng ta chỉ thấy cái nào hay thì chúng ta chia sẻ cho họ thôi. Nếu anh tập trung cái nào thì cái đó nó sẽ nảy nở, được chưa? Chứ mà anh mà giống như con khỉ á, vô một cái vườn bắp, hái quả bắp này xong kẹp vô cái nách, rồi anh thấy cái quả bắp kia kẹp thêm bắp, bẻ thêm quả bắp nữa kẹp vô đây, rồi thấy một cái quả kia bẻ tiếp, bẻ tiếp, cuối cùng là bẻ hết cả cái vườn bắp luôn, nhưng mà cuối cùng chả có cái bắp nào hết. Các anh chị em hình dung ấy ha. Nên đó, khi các anh chị em có được một cái công cụ tốt thì sao, thì các anh chị em cần phải học để trở thành một cái người lái xe tốt. Và các anh chị em cần phải có một nhiên liệu tốt, một nhiên liệu truyền cảm hứng cho các anh chị. Được chưa? Đó là hệ thống MyRoundOne truyền cảm hứng cho các anh chị. Những người lên director hàng ngày, đó là gì? Đó là cho các anh chị em thấy được rằng là gì? Là rất là nhiều người có thể đạt được các anh chị. Các anh chị em thấy không? Trong cái đoạn video clip dài hơn 2 tiếng, dài hơn 2 tiếng, đúng không? Là cái đoạn livestream của công ty. Các chị em thấy cái ông già xuất hiện đầu tiên không? Cái ông già đó,
đúng không? Chia sẻ cảm nhận đó. Ông là Resident 3 sao các anh chị. Mình không nghĩ luôn, nếu mà bình thường mình ai nghĩ ông là ông lên Resident 3 sao. Nhưng mà ông lên được đó các anh chị. Đúng không? Ngày hôm nay có những cái cô hơn 60 tuổi rồi, cô cũng lên được director các anh chị. Ít dù nhiều cũng lọt vô 70 các anh chị. 70, 71 rồi. Ok không ạ? Có quỹ lương hưu rồi đó. Hay mình còn gọi là gì? Cứ mỗi tháng á, là có được một cái quỹ lương hưu rồi. Không biết là nhiều hay ít. Vấn đề quan trọng là có là được các anh chị. Các anh chị em hình dung. Bởi vì sao? Bởi vì mới khởi đầu mà các anh chị. Các anh chị em tưởng từ khi mà rao mà thành công đi, giá trị nó lên tới hàng tỷ đô đi, thì câu chuyện nó là một câu chuyện khác các anh chị. Bây giờ là mới khởi đầu. Cái quan trọng là rao họ đưa ra một cái chính sách, một cái chương trình như thế, và họ cam kết để thực hiện điều đó. Các anh chị nhớ, họ không phải chờ tới 1 năm, 2 năm họ mới làm điều đó, mà họ bây giờ, họ bắt đầu từ bây giờ. Mặc dù không phải là nhiều hay ít, chúng ta không thể rằng là nói rằng công ty Vinamilk hay là cái công ty này, công ty kia mới được có 1 năm, 2 năm họ mới bắt đầu ra kiếm được lãi, họ chia sẻ lại cho chúng ta liền. Không có. Họ cũng chia sẻ nhưng mà chia sẻ rất là ít. Mình xác định từ ban đầu như thế. Nhưng mà mình phải hình dung rằng là gì? Càng ngày nó sẽ phát triển. Khi mà nó phát triển, nó kiếm được hàng tỷ đô rồi đó, thì lúc đó các anh chị em khủng luôn. Các anh chị em vô ạ. Nên rằng là đừng. Có nhiều người á, trong lúc này á, còn suy nghĩ tham gia thì có 99 đồng mà cứ ngồi chờ tới ngày 15, 16 này á, để chia lãi, chia lợi nhuận. Thử hỏi thật á, được nhiều đâu. Không được nhiều đâu. Cái 99 đồng á, hay là 299 á, hay là 799 á, hay là 2499 á, nó là cơ hội, nó là chìa khóa cho các anh chị em mở ra những cái lớn lao hơn. Các anh chị em hình dung ạ. Đó là cơ hội. Đó là cái điều kiện. Để làm gì? Để giúp cho các anh chị em đạt được cái thứ lớn lao hơn. Bây giờ vừa hỏi các anh chị đi. Phần lớn những ai mà đạt được director, cái số Round 1 Reward họ có trong tài khoản á, ít nhất họ phải có được 30.000. Từ 20.000 tới 30.000 Round 1 Reward là ít nhất họ có được. Các anh chị mình vô, khi họ lên được director đó, thì họ phải có khoảng 20.000 trở lên rồi. Bây giờ các anh chị hình dung đi, 99 đồng các anh chị có 50 Round 1 Reward. Đúng không? Bây giờ các anh chị em ngồi chờ chia, giống như những người kia, thì chờ cái gì? Đây là một cơ hội. Các anh chị phải nhớ, cơ hội nó khác. Được chưa? Nên các anh chị em phải nhớ này, đây là một cái chìa khóa để cho giúp cho chúng ta có thể xây dựng được một cái hệ thống lớn trên toàn cầu. Và Vũ đã trao cho các anh chị em một cái công cụ đó là myrao1.com rồi. Được chưa? Và những cái đoạn video clip bằng tiếng Việt rồi. Các anh chị em nhớ này, đâu có phải tất cả những người tham gia ở Việt Nam đều trong hệ thống của Vũ đâu. Sự thật là đâu có phải ai cũng nằm trong hệ thống của Vũ đâu. Nhiều lắm các anh chị. Có nhiều người lên director rồi, họ đâu có nằm trong hệ thống của Vũ đâu. Có nhiều người họ làm ở các cái sân khác mà, họ làm ở từ những cái đường lay từ các quốc tế mà. Nhưng mà họ vẫn được hưởng từ quyền lợi từ cái hệ thống Vũ đã xây dựng ra, đúng không? Tất cả những cái đoạn video clip bằng tiếng Việt họ được xài hết mà. Tất cả những cái slide được dịch ra, in ra đều được làm hết mà. Đều tất cả mọi người đều được hưởng lợi hết mà. Các anh chị vô ạ. Nên đó là các anh chị phải hiểu cái điều đó. Có nhiều người họ lên mạng họ tham gia ở đâu đó, họ tham gia với bên châu Phi, họ tham gia với bên Ấn Độ, họ tham gia với bên Anh, bên họ tham gia tùm lum mà. Họ đâu có nằm trong hệ thống của Vũ đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà họ vẫn được xài những tất cả những cái mà hệ thống MyRao1 tạo ra. Đó là vấn đề, câu chuyện không quan trọng. Chúc mừng họ nữa. Bởi vì chúng ta cần là cần gì? Cần rao thành công. Các anh chị em mình vô á, không hết thị trường đâu các anh chị. Các anh chị em lưu ý như thế này. Có nhiều người á, khi mới bắt đầu á, trời ơi, biết chừng nào mới đạt được 20.000 đồng 20.000 đồng euro tuần.
không biết, nhiều người cứ nghĩ rằng không biết chừng nào mới có thể được, nhưng mà họ làm được còn tháng hai tháng à, họ đạt được cái xong rồi đó. Trời ơi, biết vậy trời, sao nó dễ dữ trời, sao mà nó dễ quá trời vậy. Có nhiều người họ bất ngờ, các anh chị em, có nhiều người họ bất ngờ. Bây giờ Vũ mới nói với họ rằng là gì đó, Vũ hay với các, hay những người đó giống nhau, tất cả mọi người trên thế giới này giống nhau, bằng nhau hết, chả có ai khác ai hết, ai cũng có 20 đó thôi, max out cũng từng đó thôi. Có lên cấp giỏi, có lên cấp thấp hay là cấp gì không biết, cứ max chin hay là nhì phân đi nữa thì cũng chỉ có 20 ngàn thôi, ai cũng như nhau hết, được chưa, đâu có khác gì nhau đâu. Bây giờ vừa hỏi các anh chị đi, các anh chị em khi bắt đầu phát triển, vừa hỏi các anh chị này, khi các anh chị em phát triển, các anh chị em chỉ chăm chú cái hệ thống của các anh chị thôi, các anh chị em chăm chú cái người các anh chị em giới thiệu thôi, đúng không? Thì các anh chị em chỉ chi từng đó thôi. Nhưng mà các anh chị em hình dung này, nhìn cái tổng quan lớn hơn này, đúng không? Các công cụ này, từ những người này người kia này, thì sao ạ? Nhiều khi mình cứ ảo tưởng là mình rất là giỏi, mình như thế này, mình đạt được cái điều này, đạt được không? Có. Chúng ta phải hiểu một điều đó, rằng là gì? Tất cả mọi thứ đều nương tựa lẫn nhau hết để cùng nhau thành công. Các anh chị em vô không? Chúng ta sẽ sao? Khi mà chúng ta cùng nhau nương tựa lẫn nhau, chúng ta cùng nhau thành công á, thì nó mới vui. Được chưa? Và nó hạn chế được cái mà gọi là gì? Cái mà cứ nghĩ mình là ghê gớm lắm. Các anh chị đừng có nghĩ vậy. Bởi vì các anh chị phải nhớ nè, cái mong muốn ở rau á, nó không phải giúp cho một người kiếm thật là nhiều tiền. Cái mong muốn của rau không phải rằng là gì, các ông chủ á, các cái ông mà gọi là sáng lập ra rau á, họ không có phải là mong muốn á, tạo ra một cái người đó kiếm hàng triệu đô, không phải. Họ khao khát là nhiều người thành công, mà thành công với cái số cực kỳ nhỏ thì nó càng tuyệt vời hơn. Có câu chuyện để nói các anh chị. Một người có 1 tỷ để mà thành công thì nó chuyện dễ dàng các anh chị. Một người mà có 99 đồng hoặc là không có xu nào hết mà thành công thì mới là điều đáng nói các anh chị. Vũ nói sự thật các anh chị. Và Vũ còn biết được một điều rằng là với cá nhân của Vũ nha, khi Vũ bắt đầu với rau nha, hiện nay có nhiều anh chị em đạt được cấp độ rất cao khi cùng làm với Vũ á, bắt đầu á. Thực ra khi ban đầu á, có nhiều người còn không bỏ ra một xu các anh chị. Các anh chị hình dung á, các anh chị phải hiểu cái điều đó. Nên rằng là gì, khi chúng ta xây dựng một cộng đồng thì sao, chúng ta nếu chúng ta xem rau giống như một cái doanh nghiệp cá nhân của mình vậy đó. Bởi vì các anh chị em phải nhớ một điều này, các anh chị em có mở công ty đi nữa thì các anh chị em cần phải đối tác. Đối tác mà nó thất bại, các anh chị em cũng thất bại theo, đúng không? Chứ gì nữa. Các anh chị em mở ra một cái nhà hàng đi, mà ngày mai cái thằng mà nó bán thịt heo cho các anh chị á, lò mổ đó, nó sập, nó phá sản đi, nó sập tiệm đi, thế thì ai mang, ai giao heo tới cho các anh chị? Ai giao thịt heo tới cho các anh chị, để cho các anh chị em có thịt heo để các anh chị em bán? Đúng quá. Nên là gì? Mình đừng có nghĩ rằng là mình cứ phải là trở thành ông chủ của chính mình thì mình sẽ thành công. Tất nhiên nếu mà có thì là điều tốt. Nhưng các anh chị phải nhớ này, làm bất cứ một cái điều gì nó cũng cần phải có đối tác hết. Đúng không? Cần có đối tác hết. Vậy thì chúng ta phải mong đối tác chúng ta thành công thì chúng ta mới thành công được. Đúng không? Vậy chúng ta phải mong những người khác thành công thì chúng ta sao? Sẽ cùng thành công luôn. Ok. Nhiều người đạt được kết quả cùng với nào thì có phải rằng là gì, khi mà chúng ta bắt đầu làm á, chúng ta sẽ thấy ơ sao dễ dàng hơn. Nhiều người khi mới bắt đầu, Vũ nói 20 ngàn euro một tuần á, nhiều người nói mơ hồ lắm, làm gì chừng nào mà đạt được. Mà sự thật rằng là từ xưa tới nay hiếm có ai có thể đạt được điều đó. Sự thật là như thế. Có nhiều người, các anh chị biết không, họ chia sẻ với Vũ như thế này, khi họ đạt được với rau, họ đi mua nhà các anh chị, họ đi mua nhà, họ đi mua xe cùng một lúc trong một ngày, họ làm rau đúng 4 tháng thôi. Mà Vũ nói luôn, khi họ tham gia, họ không có bỏ ra một đồng nào luôn. Vũ hỏi họ có tiền không thôi.
Họ nói có một câu đơn giản thôi: chú đang khó khăn, anh đang khó khăn, Vũ hỗ trợ luôn 99 đồng. Nhưng mà chú có muốn làm không? Muốn. Muốn tìm hiểu không? Muốn. Chuyện bình thường các anh chị. Trong cuộc sống có 99 đồng nhiều khi nó giống như bữa nhậu thôi, nó giống như một bữa ăn thôi. Nhưng mà có những người đó, mình bỏ 99 đồng mà, nhưng mà họ lại làm thành công cực kỳ luôn các anh chị. Họ có thể mua nhà, mua xe, họ thay đổi cuộc đời của họ luôn, mà nhiều năm trước họ không làm được. Nhưng có những người họ đến với mình, chỉ họ đến với mình xong bắt đầu anh sẽ làm như thế này, anh sẽ làm, yên tâm, anh sẽ làm với em, anh sẽ làm với em cho anh mượn mấy chục triệu đi. Mượn xong họ mất tích. Có những người như thế, nhưng mà vẫn cứ vui. Chuyện bình thường. Tại vì bạn có làm hay không làm á, đó là chuyện bình thường của cuộc sống. Đúng không? Các anh chị em để đi, chúng ta phải có một cái tư duy thông thường thôi. Nếu mà bây giờ chúng ta đi giới thiệu 10 người mà 10 người tham gia rồi, sự thực mà nói, nó đâu còn cái gì là hay đâu các anh chị. Nó đâu có gì là hay đâu các anh chị. Nó giống như cảm giác các anh chị này, các anh chị phải hiểu này. Khi các anh chị em có tiền, các anh chị em đi vô mua hàng thôi, các anh chị em đi ăn thôi. Đúng không? Các anh chị em vẫn có thắc mắc sao mà cái tô phở của tôi nó mạnh vậy? Sao mà tô phở của tôi, các anh chị em hình vô không? Thì có thể bà chủ cũng phải, có phải rằng là gì, phản ứng ra: dạ hôm nay em bán cái tô phở này nhưng mà em lỡ, thì sao tô phở nó hơi mạnh xíu, chị thông cảm giúp em, lần sau chị tới em làm tốt hơn. Đúng không ạ? Đó cũng là những cái từ chối trong cái cuộc sống bình thường. Chúng ta khi xây dựng một cái gì đó, chúng ta đều luôn luôn gặp. Chứ mà nếu mà chúng ta đi bán hàng mà ai cũng mua hàng của chúng ta, thì thực sự mà nói rằng là thế giới chắc không có bao giờ tồn tại cái điều đó các anh chị. Thế giới không bao giờ tồn tại cái điều đó. Các anh chị em hình dung đi ha. Ok ha. Ngay cả trên anh chị thấy điện thoại iPhone được gọi là điện thoại tốt nhất thế giới đúng không? Nhưng đâu có phải rằng ai cũng xài iPhone đâu các anh chị. Đúng không ạ? Nhưng mà iPhone vẫn là cái điện thoại tốt nhất. Các anh chị vô, iPhone vẫn là cái điện thoại tốt nhất. Thì sao? Đâu có phải, nhưng mà đâu phải ai cũng xài iPhone. Nhiều người xài Samsung, nhiều người xài Apple, nhiều người xài này xài kia. Đúng không? Thì câu chuyện được đặt ra rằng là gì? Chỉ cần chúng ta thực hiện những cái điều cơ bản là chia sẻ, và ai cảm nhận được, ai thấy được hay, đúng không? Có thể lúc đó họ khó khăn, mình có thể trao cho họ một cơ hội. Nếu mình thoải mái, mình dư dả, mình có thể trao cho họ một cơ hội. Các chị em biết, có những người khi mới bắt đầu cùng làm với Vũ á, em đăng ký giùm anh đi tài khoản đi, rồi bữa sau anh gửi tiền cho. Đăng ký xong họ quên, họ đi làm cái việc khác. 4 tháng sau họ quay lại. 4 tháng sau họ quay lại. Em mở đưa số tài khoản để anh chuyển trả tiền lại cho em nè. Hôm nay anh bắt đầu làm lại rau, thấy hay quá, chuyển lại cho em 99 đồng nè. Được không? Được. Và bây giờ họ làm. Các chị em hình dung ý. Cái đó mới cái quan trọng các chị. Có, không phải ai cũng phù hợp trong cái lúc các anh chị em nói. Nhưng cái tư thế của chúng ta chia sẻ cho những người khác á, phải là gì? Phải là một tâm thế trao đi. Một tâm thế là gì? Là khao khát người ta thành công, khao khát người ta đón nhận được một cơ hội. Được chưa? Người ta mới gọi là của cho không bằng cách cho đó. Cái đó nó cực kỳ quan trọng các anh chị. Ok ha. Nên á, các anh chị nhớ nè, thực sự mà Vũ cũng muốn nói các anh chị nè, tại vì Vũ có nhiều kinh nghiệm trước đó rồi, nên là khi triển khai Rau One, thực sự mà nói hệ thống của Việt Nam chúng ta cực kỳ có lợi. Phần lớn hệ thống của chúng ta được hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi là nhiều. Các anh chị em để đi, các anh chị em có nhìn được là các anh chị em sẽ biết được liền à. Các anh chị em sẽ nhìn vào, bây giờ các anh chị em rất là dễ nhìn. Đó là gì? 100 người top manager, 100 người top director, 100 người top resident. Thì các anh chị em sẽ thấy à, trong cái văn phòng của mình các anh chị em sẽ thấy. Lúc khuyến mãi á, thì Việt Nam nằm trên top không à. Nhưng mà hết khuyến mãi á, thì Việt Nam tụt lại. Mấy cái nước mà giàu có đó, mấy nước mà ta nói mấy nước khác á, là nó nằm trên top không à. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ?
Nhưng mà các anh chị em phải nhớ nè, trong giai đoạn này là cái giai đoạn chúng ta cần phải mở rộng cộng đồng. 99 đồng thôi, trao cho họ 99 đồng. Các anh chị em dùng cái cách của Vũ muốn chia sẻ, các anh chị em thông qua hôm nay Vũ muốn chia sẻ luôn cho các anh chị. Rất đơn giản thôi. Thực ra làm cái công việc này cực kỳ đơn giản, không gì khó khăn đâu. Chia sẻ cho họ 99 đồng. Họ tham gia vào đó, họ có làm hay không làm không quan trọng. Bởi vì chúng ta đã có thông tin rồi. Các anh chị em dùng, chúng ta đã có công ty to rồi, có hàng triệu người rồi. Hôm nay 4-5 triệu họ chưa quan tâm, chứ mà lỡ mà 20 triệu thành viên thì lúc đó đi đâu cũng thấy rau. Thì lúc đó thì sao? Họ sánh giò lên mà chạy các anh chị. Các anh chị em hình vô, lúc đó họ sánh giò lên mà chạy. Đó. Nhưng mà lúc đó họ quay lại thì các anh chị em đã director, resident rồi, các anh chị em đâu còn thời gian đâu để hỗ trợ họ nữa. Không sao. Lúc đó các anh chị em có các công cụ rồi, họ từ đó mà mày mò. Đúng không? Hoặc họ hỏi những người khác. Nên đó, ngay lúc này nè, Vũ muốn nói với các anh chị này. Với góc nhìn của Vũ á, ví dụ các anh chị em đi chia sẻ nhiều tiền á, khó lắm. Các anh chị em cứ chia sẻ 99 đồng thôi. Các anh chị em dắt một giây, dắt một giây cứ 99999. Các anh chị em dắt 100 người, 200 người đi cứ 9999. Tới thời kỳ khuyến mãi á, họ tự biết họ làm gì à. Các anh chị em mình vô. Nên rằng là cái cách của Vũ á, Vũ luôn luôn nghĩ cho cái cộng đồng ở Việt Nam mình nhiều hơn. Tại sao vậy? Vũ hướng cho những người ở Việt Nam á, số tiền cực kỳ ít để được nhiều thứ hơn. Các anh chị em hình dung ý. Nên đó rằng là gì? Cứ 99 thôi. Bữa sau á, mà gì có cơ hội mà nâng cấp á, bữa sau có chương trình khuyến mãi á, thì chúng ta tận dụng nó. Nhưng bây giờ mà chúng ta không tạo ra nhiều cái 99 thì tới lúc đi, tới lúc có chương trình khuyến mãi chúng ta đâu có nói đâu, người ta đâu quan tâm. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, lúc chưa khuyến mãi, chưa có chương trình này chương trình kia thì sao ạ? Thì chúng ta phải lo làm. Bởi vì sao? Bây giờ lúc là chúng ta cần phải gắn kết cộng đồng, chúng ta tìm những người mới, những cái cộng đồng mới, những con người mới, được chưa? Ok ha. Chúng ta tìm và chúng ta hướng dẫn cho hệ thống của chúng ta tạo ra cộng đồng. Mỗi người 20 người đi. Ví dụ mỗi người 20 người đi, mỗi người 99. Có phải là 100 người là chúng ta đã có bao nhiêu rồi? 2.000 rồi. Tới chương trình khuyến mãi một cái thôi, từ nó ồn lên, đúng không? Các anh chị em nói từ nó ồn lên thì tất cả cùng lên. Đó, cái cách mà Vũ đang xây dựng cộng đồng cho Việt Nam á, là gì? Số tiền luôn luôn nhỏ nhất có thể, nhưng mà đạt được hiệu quả cao nhất. Các anh chị em hình dung ha. Đó là gì? Thì đó là cái quan trọng nhất, rằng là gì? Đó là hệ thống các anh chị. Đó là nhiên liệu đó các anh chị. Đó là cái người hướng dẫn cho các anh chị em lái chiếc xe Ferrari đó. Các anh chị em hình dung biết. Các anh chị em có chiếc xe rất là tốt, nhưng các anh chị em không có kinh nghiệm. Các anh chị em không có người hướng dẫn. Các anh chị em không có người chia sẻ động lực. Các anh chị em không có được những người mà gì, những người là hướng dẫn cho các anh chị làm, chia sẻ nhiều thứ cho các anh chị, rồi trao cho các anh chị em các công cụ này công cụ kia, thì làm sao mà các anh chị em có thể lái tốt được. Được chưa? Nhưng mà Vũ nói với các anh chị em như thế này này. Hiện nay hệ thống á, có rất là nhiều người director và nhiều người manager 1 sao, 2 sao, 3 sao là những người họ đã làm việc được rồi. Được chưa? Hoặc là resident director 1 sao, 2 sao, 3 sao rất là nhiều. Các anh chị em hãy liên hệ với những người tuyến trên của các anh chị. Hãy liên hệ với những người đó. Và những người đó họ sẽ liên hệ với những người khác nữa. Như vậy á, nó sẽ tốt hơn. Chứ mà bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, Vũ sẽ không có nhiều thời gian đâu. Bởi vì sao? Các anh chị phải nhớ rằng là sẽ làm rất là nhiều thứ các anh chị. Mười mấy nghìn website các anh chị. Mười mấy nghìn website các anh chị. Rồi chưa kể phải update để cho các anh chị em lên tốt, lên là lên cấp nữa. Rồi còn nhiều thứ lắm các anh chị. Rồi phim này phim kia nữa. Rồi phải xử lý các vấn đề. Nên rằng các anh chị em đừng có dồn hết về cho một mình Vũ. Đây sự thật. Các anh chị em phải hình dung à. Các anh chị em cách tốt nhất, các anh chị em phải lưu ý này. Các anh chị em muốn cái hệ thống này phát triển tốt nhất thì các anh chị em phải làm việc với cái người trực tiếp các anh chị. Đó là điều tốt nhất. Và hãy nói với người trực tiếp các anh chị. Anh chị mà chưa làm được, các anh chị em hãy liên hệ với cái người giới thiệu trực tiếp các anh chị. Được chưa?
chứ đừng có làm một cái chuyện mà trong cái xã, trong cái phường mà mỗi lần xảy ra cái gì mà à, thủ tướng ơi cứu em, thủ tướng ơi cứu em, trời ơi 100 triệu dân này mà hết ai cũng kêu lên thủ tướng ơi có mà chết. Đúng không? Nước Mỹ có 375 triệu dân, gần 400 triệu dân mà ai cũng lên Trung ơi ông đại ca Trung ơi, tổng thống Trung ơi hỗ trợ em, ai mà hỗ trợ được. Đúng không? Tại sao nó phải từng bước như thế này? Tại sao phải có từng cấp? Team leader 1 sao, 2 sao, 3 sao. Coordinator 1 sao, 2 sao, 3 sao. Director 1 sao, 2 sao, 3 sao. Manager 1 sao, 2 sao, 3 sao. Để làm gì ạ? Để từng bước đó, để nó cùng nhau cùng làm. Tới bây giờ vụ các anh chị mà cứ làm theo kiểu đang là gì? Bắt gọi là giống như là bỏ những cái bước ngang đây, các chị em nhảy thẳng lên trên này. Rồi khi mà Vũ không trả lời được cho các anh chị, Vũ không hỗ trợ được hết cho các anh chị, các anh chị em quay ra, các anh chị em trách. Có nhiều người trách và họ bỏ, họ nghĩ. Vậy các anh chị em nhớ nè, khi mà các anh chị em nghĩ như vậy, các anh chị em sẽ mất cơ hội. Được chưa? Một mình Vũ không thể xử lý được hết. Đó là quan trọng các anh chị. Đó là hệ thống mai rau quanh các anh chị. Cái này là cái mà livestream những ngày đầu tiên khi Vũ chia sẻ. Cái điều mà Vũ lo sợ không phải là bán được hàng. Không, không phải là không, điều mà lo sợ không phải là không có khách hàng. Điều mà lo sợ là khi có quá nhiều khách hàng không thể xử lý được. Các chị em mình vô à. Chính vì chỗ đó nó mới có xây dựng cái cộng đồng hệ thống myrauwan.com. Bởi vì trên đó có cả 100 người manager 1 sao, 2 sao, 3 sao tới director. 100 người thì có thể hỗ trợ cho hàng nghìn người, hàng chục nghìn người. 1.000 người thì có thể hỗ trợ cho hàng trăm ngàn người. Các anh chị em biết rằng là hiện nay giống như là rau quanh vậy. Đúng không? Có hơn 4.550 nhân viên để hỗ trợ cho hàng triệu người. Rồi tương lai nó sẽ tăng lên các anh chị. Các anh chị em biết là công ty Google đúng không? Có cả 100.000 nhân viên các anh chị. Các anh chị em thấy vô website Google có cái gì không? Đơn giản đúng không? Nhưng đằng sau lưng website Google đó là hơn 100.000 nhân viên. Hơn 100.000 nhân viên các anh chị. 100.000 người nhân viên. Con số khủng khiếp các anh chị. Nên á, các anh chị em phải hình dung rằng là gì? Nên rằng trong quá trình mình làm á, mình phải sao? Mình phải thúc ép cái người mà giới thiệu trực tiếp chúng ta. Chúng ta cần phải liên hệ trực tiếp với những người trực tiếp chúng ta. Những người trực tiếp chúng ta mà chưa hiểu rõ thì chúng ta phải chỉ cho họ luôn. Rồi nói với họ sẽ liên hệ với người kế trên này, người kế trên này. Để tất cả chúng ta đều có những cái trách nhiệm như nhau. Cùng làm với nhau. Để cùng nhau thành công. Có nhiều người có một cái tư tưởng quăng con bỏ chợ. Có nghĩa là giới thiệu vô quan bao hai bên xong, nghỉ, đi làm công ty khác, nghỉ ở nhà, không làm nha. Muốn làm gì thì cứ đi tìm ông Vũ đi, tìm ông Vũ đi. Có nhiều người như thế, hoặc đi tìm anh này anh kia đi. Đó, tìm ông đó đi. Nói thật nha, nếu các anh chị em có những người như thế, các anh chị em phải xem lại nữa. Được chưa? Hợp tác cùng nhau thành công. Ok, chứ không phải rằng là tôi cho anh cơ hội xong, đúng không? Rồi xong bắt đầu là anh mất tích. Điều đó nó không tốt các anh chị. Điều đó nó không tốt. Tới một ngày nào đó, rau quanh nó lớn rồi, nó đông rồi, đúng không? Ai cũng biết hết rồi. Thì lúc này các anh chị phải nhớ nè. Người ta tìm đến các anh chị. Người ta tự tìm đến các anh chị. Vậy thì nếu các anh chị em mà không xây dựng từ bây giờ cái cách thức làm việc của các anh chị, được chưa? Được chưa? Thì người ta sẽ không tìm các anh chị đâu. Các anh chị phải nhớ điều đó. Các anh chị em phải nhớ điều rằng là gì? Khi chúng ta xây dựng, khi nó còn ít, vài chục ngàn người, vài trăm nghìn người, vài triệu thành viên, nhưng mà khi mà lên hàng triệu, hàng chục triệu rồi đó, thì các anh chị phải nhớ rằng là gì? Người ta sẽ tìm các anh chị, chứ không phải là các anh chị em giới thiệu người ta đâu. Người ta sẽ tìm các anh chị và người ta muốn tham gia với các anh chị. Thì cái đó mới là cái quan trọng các anh chị. Các anh chị em hình dung nhé. Tại sao các anh chị em biết rằng có nhiều người thành công nhanh? Là bởi tại sao vậy?
Bởi vì họ chỉ cần nói ra thôi, tôi sẽ làm cái công ty này, tôi sẽ làm dự án này, tôi sẽ làm công việc này, tôi có cái ý tưởng này. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Nó giống như câu chuyện mà gì? Giống như câu chuyện mà Phạm Nhật Vượng á, ở Việt Nam đúng không? Tôi chuẩn bị mở cái dự án này, chưa kịp mở cái, chưa kịp nói cái từ chuẩn bị thôi, là cái ở chỗ đó đó, cái khu vực đó, đất ở khu vực đó đó, là các cò, các cái người mà đầu tư á, ta nói là chen nhau chặt đường rồi, để làm gì? Để xí đất, xí phần ở đó rồi. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Đó là các anh chị, đó là cái vấn đề các anh chị. Khi các anh chị em xây dựng một cái kinh doanh nào cũng vậy, nếu các anh chị em làm việc mà có trên có dưới, được chưa? Các anh chị em làm việc một cách rất là nhiệt tình, rất là có trách nhiệm, thì Vũ nói thật các anh chị, cửa nào các anh chị em cũng sẽ thành công hết. Nhưng không phải là ngày 1, ngày 2 các anh chị. Có những người, tại sao thế giới có những người 19 tuổi, 20 tuổi, 21, 22 tuổi, người ta có thể trở thành tỷ phú. Nhưng mà tại sao có những người 60 tuổi, 70 tuổi họ mới trở thành tỷ phú? Đúng không? Nên á, các anh chị em phải dùng rằng là đôi lúc chúng ta chưa có khả năng để đạt được điều đó. Vậy thì chúng ta cần phải có thời gian. Có những người họ 10 năm trời. Các anh chị em biết rằng là có những người á, họ làm rau 4 tháng, họ về họ kêu vợ mua nhà. Được chưa? Mà ông chồng ông không có nói rằng là mua nhà bao nhiêu tiền, thì bà vợ ta nói không có tin, nửa vợ, nửa mừng, nửa có là nửa 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 mừng mà nửa lo, cứ toàn đi chọn cái nhà có 30 m², 40 m² mà, tại vì nghĩ ông chồng của mình nói 10 năm nay rồi. Các chị em hình dung biết. Cuối cùng sao ạ? Về cái mấy cái ông mà gọi điện thoại á, mà bán nhà môi giới đồ á, à, chị nhà nói anh là tìm cái nhà đó không, kiếm nhà to hơn đó. Các anh chị em hình dung biết. Nên rằng là gì, trong cuộc sống có những người á, họ trải qua rất là nhiều, là nhiều năm rồi họ không đạt được, nhưng khi đến với rào họ đạt được á, họ làm ghê gớm lắm đó. Các anh chị em hình dung, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Khi mà chúng ta thấy được những cái kết quả đó, những cái người đó họ đạt được, thì đừng có nghĩ rằng là khi chúng ta tham gia, chúng ta làm là chúng ta sẽ đạt được giống họ. Không phải. Được chưa? Nó không phải. Không phải rằng là mới vô ngày 1, ngày 2 sẽ lái được chiếc xe Ferrari đâu. Có. Phải có thời gian. Được chưa? Và đôi lúc á, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm mà các anh chị em chưa đạt được kết quả lớn, nhưng có thể đó là một cái gì đó nó đang dồn nén để giúp cho các anh chị em đạt được cái gì lớn lao hơn. Các anh chị em hình dung ý. Nhưng trong thâm tâm của mình á, mình phải luôn suy nghĩ rằng là gì, mình đang làm rất là nhiều, mình đang cố gắng rất là nỗ lực, tại sao mình chưa thành công? Vừa rồi có một cái anh kia, anh làm, Vũ nói thật đó, anh là từ những ngày đầu luôn, anh làm tới bây giờ luôn. Các anh chị biết không, Vũ thấy anh nhiệt huyết cực kỳ, lúc nào Vũ cũng để ý anh, Vũ luôn luôn Vũ soi xuống dưới để xem coi ảnh ở lên cấp độ nào rồi, ra được sao rồi, luôn luôn nhìn nha, từ nhiều người lắm. Thì Vũ luôn luôn hỏi những cái người mà tính trên của anh á, hỗ trợ cho anh thêm đi. Thế thì các anh chị em biết điều gì không? Vừa rồi Vũ gặp một người tính trên, người ta nói câu, Vũ cũng nói luôn, để gì anh hỗ trợ cho anh đó để lên. Không phải, cái anh đó, cái cậu đó cứ khoái làm một mình thôi, cứ nghĩ rằng mình là giỏi, mình làm một mình thôi. Nhưng không phải, làm việc nó cần phải có hệ thống, cần phải có người này người kia tương tác. Các anh chị nhìn vô, thì khi mà cái người tuyến trên của cái người đó mới nói luôn, nói thẳng luôn, chỉ cho cách, và cuối cùng người đó lắng nghe. Sau một cái khoảng thời gian, cái người đó lắng nghe cái là có kết quả luôn. Các anh chị nhìn vô ạ, đôi lúc á, nó chỉ có một cái gì đó rất là nhỏ các anh chị, nó rất là nhỏ, đường để thành công đôi lúc nó nhỏ lắm, xíu à, khẩy cái tự dưng đó, nó tuôn. Nó giống như các anh chị hình dung rồi nè, đôi lúc á, con suối nó tránh bởi một cái hòn đá rất là to, đúng không? Nhưng mà đôi lúc á, nó tránh ở đây một cái sòn sỏi rất là nhỏ. Nếu mà ai đi rừng đi suối hay là sống ở vùng miền quê nhiều, các anh chị em để không,
có nhiều khi cái suối nó phải, đúng không? Có hòn đá cực kỳ to này, mà có một cái cục đá nhỏ này nó chặn đây. Nhiều khi mình cứ khơi đúng cái hòn đá nhỏ này thôi là lực nước nó đẩy luôn. Tại vì sao vậy? Cái hòn đá to này nó không có điểm tựa của cục nhỏ này nữa. Thì sao? Tự dưng á, nó đẩy luôn cả cái cục to kia đi luôn. Và lập tức á, nước nó tuôn trào. Các anh chị em hình dung biết. Đó. Thì cái công việc kinh doanh cũng vậy. Nhiều khi nó dồn nén mình á, trong một vài tháng, một hai năm, hay là nhiều hơn nữa, nó dồn nén. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn có một cái động lực, rất là một cái tâm huyết, là gì? Mình phải thành công, mình làm rất là nhiều. Thì đôi lúc á, chỉ có một cái khởi nhỏ thôi thì tự dưng á, nó tuôn trào. Các anh chị em hình dung ý ha. Ok ha. Đó là những cái điều mà Vũ muốn chia sẻ cho các anh chị em trong những cái thời điểm này, để cho các anh chị em chuẩn bị những cái bước tiếp để chúng ta, hệ thống của chúng ta phát triển tốt hơn nữa, và cùng nhau chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ lớn hơn. Các anh chị em hình dung ý ha. Ok, trước khi mà kết thúc chương trình thì Vũ cũng xin chia sẻ các chị em như thế này nè. Hiện tại có rất là nhiều cái nhóm ha, mà đặc biệt nhất đó, là phần lớn là các nhóm ở phía Bắc á, là hay bị mất tài khoản. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì á, là hay làm chung, một người làm chung cho cả nhóm, đặt tài khoản bắt buộc giống nhau. Cuối cùng sao? Trong cái nhóm đó có một người họ xấu tính, họ vô, họ thay đổi hết tất cả tài khoản. Đó là điều không tốt các anh chị. Nhưng mà sao? Nhưng cái chuyện mà điều không tốt đó, là một người nào đó trong cái nhóm các anh chị, nó không tốt. Nhưng mà thực ra không có trách người đó. Không có trách người đó, mà trách chính chúng ta này. Khi chúng ta làm á, chúng ta phải hướng dẫn cho từng người, mỗi người một bắt buộc riêng. Thì không ai đụng tới ai hết. Thì sao? Đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Đúng không? Chúng ta nghĩ ai cũng là người tốt hết. Không có đâu các anh chị. Không phải ai cũng là người tốt hết. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn hy vọng tất cả mọi người đều là người tốt. Nhưng chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị, lường trước tất cả những cái rủi ro. Được chưa? Nên là chúng ta cần phải chú ý cái việc đó. Rồi, mấy các anh chị em mà có nhóm, lưu ý rằng là mỗi người khi tạo tài khoản thì hãy độc lập riêng cho mỗi người, hướng cho họ tạo ra tài khoản bắt buộc riêng, thông tin riêng cho họ. Và thêm một cái nữa, sau khi đăng ký tài khoản xong thì cần phải KYC. Chúng ta chưa tự tin để KYC thì hãy liên hệ với những người đi trước, hoặc là xem qua những cái đoạn video clip. Để làm gì? Để mà nắm cho thật là chặt từng bước làm KYC như thế nào. Vũ nói sự thật nha. Đôi lúc các anh chị em cứ nghĩ là các anh chị em giỏi, các anh chị em biết tiếng Anh và các anh chị em KYC. Thực sự á, chính các anh chị là hay bị lỗi nhất. Những cái người nghĩ rằng chúng có thể làm được thì chính những người đó là hay bị lỗi nhất. Đây là sự thật các anh chị. Đây là cái mà Vũ nói thật. Là bởi vì ngày đầu tiên cái người mà dịch cái tài liệu cho Vũ á, là cái người biết tiếng Anh, thì cái người đó KYC gặp vấn đề. Các anh chị em hình dung á, đừng có nghĩ rằng là gì, mình giỏi là mình có thể rằng làm được hết. Đôi lúc những cái đó nó là những cái mẹo nhỏ thôi, những cái gọi là thông thường thôi, nhiều khi mình không để ý được. Nên rằng là gì, mình cứ liên hệ với những người khác, những người trong hệ thống của chúng ta, hoặc nếu chúng ta có quen biết một ai đó cùng làm với rau mà họ không phải là trong hệ thống của chúng ta, được chưa? Nhưng mà họ biết làm, mình kêu họ chỉ cho mình. Chứ mà đừng có nghĩ rằng là gì, nhiều khi mới chỉ con cái xong bắt đầu là gì, phát sinh ra nhiều cái yếu tố khác. Ok, nên á, ở đây Vũ muốn nói các anh chị em như thế này. Nếu mà tài khoản mà chưa KYC mà chúng ta bị mất tài khoản, người khác có thể đổi được, và lúc đó họ KYC rồi, thực ra lúc đó rất là khó, không thể, gần như không thể để mà lấy lại được tài khoản đó các anh chị. Các anh chị em hình dung ý ha. Đó. Cái thứ hai, các anh chị em khi đăng ký xong, nếu mà tài khoản các anh chị em xác thực là tài khoản này các anh chị em làm việc, thì các anh chị em phải lo mà KYC, đúng không? Thì khi KYC thì nó sẽ có chậm cái này, chậm cái kia, hoặc là sai sót cái này. Thì cách tốt nhất, chúng ta sẽ liên hệ với những người khác đã từng KYC được, hoặc là những người tuyến trên của chúng ta, những người manager 1 sao, 2 sao, 3 sao, director 1 sao, 2 sao, 3 sao, president 1 sao, 2 sao, 3 sao. Chúng ta liên hệ người gần nhất, chứ đừng có dồn về cho một người ở trên kia. Được chưa? Anh Trung ơi, anh hỗ trợ em, đại ca Trung ơi, hỗ trợ em, rồi thủ tướng ơi, hỗ trợ em. Đừng có chuyện đó, làm như vậy nó rất là khó các anh chị, khó xử các anh chị. Nhiều khi các anh chị em nhắn tin, thực ra nó nhiều lắm, không thể xử lý hết được.
Đó là cái mà các anh chị em cần phải lưu ý ha. Chúng ta cùng nhau làm tốt thì sao? Thì cái hệ thống của chúng ta sẽ có nhiều người thành công hơn. Các anh chị em này, các anh chị em lấy đi một cái khoảng thời gian chỉ cho những cái chuyện mà thông thường, mà tính trên trực tiếp các anh chị em có thể làm được, thì các anh chị em lại mất, Vũ lại mất đi một cái khoảng thời gian để chuẩn bị cho các anh chị em có được những cái thứ lớn lao hơn. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Có nhiều người bây giờ cực kỳ lo, những người bạn bây giờ của Vũ á, Vũ nói thiệt các anh chị, hiện nay có danh sách đó, ta nói khoảng vài chục người họ muốn tham gia cùng với Vũ, họ muốn làm với Vũ, mà Vũ không thể hỗ trợ cho những người đó được các anh chị. Tại vì mối quan hệ mà Vũ làm việc từ xưa giờ nhiều lắm các anh chị. Bây giờ họ biết và họ muốn tham gia với Rào và họ muốn làm với Vũ, nhưng mà Vũ không thể hỗ trợ được, bởi vì Vũ không có thời gian để mà ngồi trình bày cho họ được, Vũ không có thời gian để hỗ trợ support cho họ được. Các anh chị em vô không? Các anh chị em tưởng tượng đi, có 100 người manager 1 sao tới resident 1 sao, 100 người đó mà xử lý biết bao nhiêu việc trong đó. Đúng không? Chưa kể là làm những cái hệ thống này hệ thống kia để làm gì? Để cho chúng ta, hệ thống chúng ta nó lớn mạnh hơn. À, nên á, rằng là gì, chúng ta cần phải làm việc theo từng thứ bậc, như vậy nó sẽ tốt hơn các anh chị. Ok ha. Đó, trừ khi những cái việc là bí quá hay là những cái gì đó thì chúng ta cứ liên hệ với cấp độ cao hơn, director 1 sao, 2 sao, 3 sao, liên hệ với họ xem họ có xử lý được không. Đúng không? Thì nếu họ không xử lý được, họ sẽ liên hệ với Vũ. Các anh chị em hình dung nha. Ok ha. Như vậy chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn và Vũ có thời gian để làm những cái chuyện lớn hơn. Bởi sao? Mục tiêu của Vũ là phải làm sao mà có được 1 triệu người truy cập vào trong myrawan.com và thấy các anh chị, thấy tuyến dưới của các anh chị để họ đăng ký vào hệ thống của anh chị. Cái đó nó quan trọng các anh chị. Các anh chị vô, cái đó nó quan trọng hơn. Cái đó nó là khủng khiếp các anh chị. Đó là lúc chúng ta có thể phát triển cộng đồng ra khắp cả thế giới các anh chị. Và tiền từ khắp nơi trên thế giới nó đổ ngược về Việt Nam cho chúng ta, đổ về làng quê của các anh chị, đổ về tỉnh thành của các anh chị, đổ về bà con hàng xóm các anh chị. Cái đó mới là cái mà Vũ đang hướng tới, chứ không phải ba cái chuyện mà anh Vũ ơi, em đăng ký tên sai. Vậy tại sao trước khi đăng ký sao không nghe những cái đoạn phim hay là kêu những người mà giới thiệu các anh chị hướng dẫn cho các anh chị em cách đăng ký? Các anh chị hình dung ý ạ. Nên là các anh chị em phải hình dung rằng là gì? Cái công việc kinh doanh thì nó phải từng bước, không phải là lúc nào mà nhau. Đúng không? Muốn vội vã. Lúc mà có những người thì sao? Ta nói rằng là, ta nói ba cái chuyện này, tâm lý của mỗi người mình nói thật nhiều khi khó lắm các anh chị. Khuyến mãi cả tháng trời, biết đó, cả tháng không chịu tham gia, không chịu khuyến mãi, không chịu nâng cấp. Chờ 10 phút cuối cùng mới chịu nâng cấp. Mà cái lúc đó đó nghẽn mạng không nâng cấp được, thì ngày mai chửi thối mũi luôn, chửi cái người giới thiệu. Sao em không làm được cho chị, em không làm được cho anh, không làm được như này. Vũ, nếu mà là Vũ, Vũ chỉ nói này, một tháng nay chị biết rồi tại sao chị không làm, chị không nâng cấp. Mà tại sao chị cứ chờ 5 phút cuối cùng, 10 phút cuối cùng là chị mới làm. Rồi tới giờ bị xảy ra lỗi thì sao chị cứ quay lại trách như vậy. Nói thiệt nha, đối với những người đó mình phải xem lại cái cách của họ. Được chưa? Ok ha, chúng ta đi kinh doanh, thế giới thị trường của chúng ta có tới 7 tỷ người các anh chị. Hiện tại bây giờ là 7 tỷ 7 số 7 không rồi đó. Đó, nhiều hơn rồi. Rất là nhiều các anh chị. Nên rằng là gì? Ở Việt Nam có cả 100 triệu người các anh chị. Nên là chúng ta cần phải sao? Hướng tới câu chuyện đó là làm thế nào để chúng ta xây dựng được hệ thống tốt. Mà xây dựng được hệ thống tốt thì sao? Chúng ta sẽ có nhiều mối quan hệ. Đúng không? Chúng ta sẽ có những mối quan hệ tốt. Tại vì sao vậy? Bởi vì trong quá trình khi chúng ta làm, chúng ta sẽ được thanh lọc từng người thanh lọc dần. Thì chúng ta sẽ tìm ra được nhiều người họ có năng lực thực sự, họ có tố chất thực sự, họ có cái tinh thần thực sự, họ có cái nhân cách rất là tốt. Thì sao? Thì mình chơi với người đó nó cũng rất là tuyệt vời các anh chị. Các anh chị em vô á. Nên tại sao chúng ta phải đi học? Chúng ta phải học từ cấp 1 tới lớp 12, rồi tới đại học, rồi tới cao học, rồi tới thạc sĩ. Để làm gì à? Để tìm ra được những cái gì? Những cái điểm chung của chúng ta. Đúng không? Nên các anh chị phải nhớ rằng là gì?
khi chúng ta xây dựng hệ thống có nghĩa rằng là gì? Chúng ta đang xây dựng các mối quan hệ các anh chị. Không phải là chúng ta có hàng nghìn người, người nào cũng là bạn đâu, không phải. Đúng không? Hàng nghìn người, nhưng mà trong quá trình khi chúng ta làm, chúng ta sẽ phát hiện được cái người đó hợp gu với chúng ta, có thể chơi được với chúng ta, có thể làm việc với chúng ta, có thể rằng giao lưu được với chúng ta, có thể tâm sự được với chúng ta. Thì sao? Nó sẽ có cái khoảng thời gian lâu dài. Được chưa? Cái đó mới cái quan trọng các anh chị. Đó là những người cùng chung lý tưởng. Ok. À. Nên tại sao có nhiều người á, họ không phải là những người bạn, họ cũng không phải là những người thân, nhưng mà vô tình tự dưng gặp lại á, thì sao? Trong quá trình làm tự dưng hai người đó họ kết thân với nhau. Họ chơi được với nhau lâu dài. Đúng không? Tại vì sao? Đó cùng chung lý tưởng với nhau, cùng chung góc nhìn với nhau, cùng chung coi gì? Cùng chung một cái nhiệt huyết khi làm phải có trách nhiệm với nhau. Đoàn kết với nhau, cùng nhau thành công. Cái đó là cái quan trọng các anh chị. Và thêm một cái nữa rằng là gì? Những cái người nào mà gì? Làm mà chỉ khao khát là gì? Chỉ muốn thu lợi của mình thôi. Và dùng mọi lời hứa hẹn, dùng mọi lời mà ta nói kích thích hay là gì? Thúc đẩy cho những người khác bỏ thật là nhiều tiền. Được chưa? Thì đó là điều không tốt. Các anh chị chưa? Ok ha. Thêm một điều nữa mà Vũ muốn nhắn gửi các anh chị em như thế này này. Cái này cực kỳ quan trọng. Đó là gì? Đó là các anh chị em có để ý không? Khi mà xảy ra cơn đại dịch đó, cả xã hội bị sao? Bị gọi là mình dùng từ là cách ly. Được chưa? Thì ai ở nhà đấy? Thì chúng ta tận dụng các công cụ online chúng ta làm được rất là tốt. Nhưng khi bắt đầu mới giãn ra một xíu, thì sao? Chúng ta lại quay về câu chuyện cũ ban đầu. Câu chuyện cũ ban đầu giống như những ngày trước. Thì Vũ nói với các anh chị em như thế này. Cái nào cũng có cái lợi của nó, cái nào cũng có cái mặt ưu và cái mặt không ưu. Được ạ? Thì Vũ cũng chỉ nói với các anh chị, khi Vũ chia sẻ cho các anh chị em rằng là gì? Hãy tận dụng 80% là online, còn 20% còn lại là offline thôi. Chứ Vũ đâu có nói là 100% là online. Đúng không? Nhiều người không đọc kỹ. Có nội có khúc à, đọc không kỹ. Có một khúc à, mà đọc còn không kỹ, vô nhảy vô comment này comment kia. Đúng không? Nói này nói kia. Đúng không? 80% là offline, 80% là online, 20% là offline. Có nghĩa là gì? Hãy tận dụng hết các cái công cụ online. Từ Zoom, từ Live, đúng không? Live stream nè, rồi từ các nhóm nè, từ Zalo gọi nè, từ Messenger nè, đúng không? Từ FaceTime nè, từ Telegram nè, WhatsApp nè. Tại sao chúng ta có thể gọi với nhau mà, tương tác được với nhau mà? Ngay cả các tổng thống Mỹ và các cái tổng thống khác, thủ tướng khác, các nguyên thủ đi, các bộ trưởng đi, trong mùa dịch này họ vẫn có thể làm trên online mà. Tại vì sao vậy? Nói chuyện với nhau, có thể giao lưu được với nhau mà, tại sao không hiểu mà tại sao mà cứ kéo nhau ra quán cà phê? Bây giờ Vũ nói các anh chị em như thế này. Khi chúng ta lớn mạnh, chúng ta xây dựng lên cộng đồng lớn, thì chúng ta sẽ có nhiều điều tiêu cực. Sẽ có những người họ phá, sẽ có những người ghen ăn tức ở, sẽ có những người này người kia, nói chung là nhiều thể loại. Được chưa? Nhiều thể loại. Nó sẽ tác động đến chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng online? Bởi vì rau là 100% online mà. Đâu cần nhất thiết phải chạy đi ra ngoài uống cà phê, đi ăn nhậu, rồi mới có thể rằng là gì? Trình bày được là tỷ lệ 1-1 là gì, 1-2 là gì, 1-3 là gì. Cái đó đâu cần thiết. Đúng không? Mà Vũ nói với các anh chị này, với kinh doanh có 99 đồng à, mà các anh chị em đi ra ngoài nhậu một bữa, rồi hết bả rồi. Thế thì sao? Lỗ chưa? Các anh chị phải nhớ một điều rằng là gì? Cả ngàn năm trước á, nó đã có câu nói rằng là gì? Cái quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng rằng là gì? Là giữ được bao nhiêu mới là quan trọng. Các anh chị em để đi, trong cái thời kỳ dịch này này, thực sự mà nói, có nhiều người kiếm được nhiều tiền. Không phải rằng là gì? Không phải rằng là ngày thường họ không kiếm được nhiều tiền đâu, bởi vì họ lúc nào họ cũng max out mà. Nhưng mà ngày thường max out á, thì chi rất là nhiều. Nhưng mà với những thời kỳ mà bị như thế dịch này thì sao? Cách ly mà cũng max out cũng như thế, nhưng họ lại giữ được tiền.
Bởi tại sao vậy? Bởi vì không có những cái cuộc ăn nhậu, bởi vì không có cuộc cà phê tụ tập là tuyến trên phải trả tiền. Các anh chị anh vô, cứ anh cứ là tuyến trên là anh phải trả tiền. Đi uống cà phê mà anh cứ tuyến trên là trả tiền. Tham gia thì có 99 đồng mà. Đúng không? Tham gia thì 99 đồng, nhiều khi còn miễn phí nữa. Thế thì các anh chị em có lỗ chưa? Lỗ rồi. Chưa kể nhiều người họ còn gai các anh chị. Có cuộc đời kinh doanh đó, nhiều lắm, nhiều thăng trầm lắm các anh chị. Có những người họ bần lắm. Họ tham gia hết chỗ này chỗ kia chỉ để được ăn thôi các anh chị. Sự thật luôn các anh chị. Có nhiều người như thế lắm. Sự kiện nào cũng thấy xuất hiện họ hết. Họ không làm được cái gì hết. Nhưng sự kiện nào họ cũng xuất hiện hết. Bữa ăn nào họ cũng xuất hiện hết. Sự thật, Vũ nói thiệt. Nên rằng là gì? Trong quá trình chúng ta đi làm, chúng ta cần phải tránh. Có những người, Vũ nói thiệt nha. Đây là Vũ thấy luôn các anh chị. Có nhiều lắm. Tại vì Vũ cũng nhiều lần tổ chức miễn phí, giúp cho cộng đồng cho nó tốt hơn. Nhưng có những thành phần, Vũ nói rồi là gặp hoài luôn các anh chị. Nhưng mà mình không thể nói được. Nhưng mà trong hệ thống chúng ta cần làm, chúng ta phải xem xét. Các anh chị em hình dung ạ. Nên là online nó hạn chế được rất là nhiều. Khi mà các anh chị em cùng làm, được không? Thì ví dụ các anh chị em muốn ra gặp, thì các anh chị em gặp với những cái người mà đã làm được kết quả rồi là tốt nhất. Được chưa? Trừ khi chúng ta quý mến một ai đó, thực sự chúng ta ra giao lưu chia sẻ, nói chuyện với nhau lâu ngày gặp lại, ok. Chứ còn mà để đi ra mà ngồi mà ta nói mổ xẻ, trình bày này trình bày kia, trong khi cái đoạn video clip của ông sáng lập ông nói không nghe. Trời ơi kỳ vậy. Ta bảo bỏ tiền ra rồi cả chục triệu để thuê người lồng tiếng, có khi 20 triệu để thuê người dịch và lồng tiếng ra rồi, một cái đoạn phim hay như thế, vậy mà không chịu ngồi nghe, mà cứ đi ra uống cà phê rồi ra ngồi ăn nhậu, rồi lúc đó sao em phải nói cho anh mới hiểu. Kỳ vậy. Đúng á. Các anh chị em mình vô biết. Rồi bây giờ còn chuẩn bị thêm cái này là hết dịch rồi, bây giờ phải tổ chức hội thảo. Vũ nói thiệt chán ngấy cái chuyện đó rồi. Vũ xin thưa các anh chị, khi Vũ làm rào, các anh chị em, Vũ nói điều này sự thật. Anh chị em có thích hay không thích, các anh chị em có thể tìm những cái cách khác. Nhưng với cá nhân của Vũ, Vũ xin thưa Vũ sẽ không bao giờ tổ chức hội thảo để mà trình bày tỷ lệ 1-1-1-2 công ty rao như thế nào hay công ty như thế này thế kia. Không có chuyện đó đâu. Vũ sẽ không tổ chức nữa đâu. Ngay cả bây giờ mình nói đơn giản này, bây giờ là 12 giờ khuya, 12 giờ rưỡi sáng mà vẫn có được 307 người đang ngồi nghe như thế này. Chúng ta có tốn chi phí gì không? Không. Nhưng mà các anh chị em biết rằng là một cái buổi hội thảo mà có 300 người ngồi nghe như thế này, các anh chị em tốn lên tới cả 100 triệu các anh chị. Nếu mà tính luôn cả ăn uống. Còn không khơi khơi các anh chị em biết rằng là gì? Cũng chỉ để trao thông tin thôi. Các anh chị em tốn cũng bèo lắm, cũng phải 10 mấy 20-30 triệu để thuê một cái hội trường. Chưa kể các anh chị em có những lúc chúng ta làm mà ví dụ chúng ta chưa xin phép. Chưa xin phép để tổ chức sự kiện đó. Bởi vì ở Việt Nam có những cái luật chúng ta phải hiểu. Đúng không? Tụ tập đông người là có vấn đề. Hoặc là thằng khác nó chơi nó chọt, nó nói xấu, chỗ đó là như thế này, xấu kia thì sao ạ? Thì còn xảy ra nhiều vấn đề nữa. Bây giờ các anh chị em hình dung này. Bây giờ Vũ nói các anh chị. Ngay cả khi Vũ live stream như thế này nè, không phải là Vũ không có cái mong muốn sẽ có nhiều người nghe đâu. Không phải, thực ra ai bao nhiêu cũng được. Thứ nhất, Vũ không có nói ngày giờ giấc Vũ live stream. Nói chung là cảm hứng thôi. Được chưa? Tại vì sao vậy? Tại vì hiện tại bây giờ các cái director, những cái anh chị em mới bắt đầu làm rau hay là những người leader, họ làm Zoom hoặc là họ live stream từ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ. Nhiều khi Vũ không có nói để làm gì, để không ảnh hưởng họ. Các anh chị chưa? Nên rằng là gì? Vũ chỉ là gì? Live stream một cách để làm sao mà không bị ảnh hưởng, mà thường thường là 10 giờ hoặc 10 rưỡi. Còn nếu mà các anh chị em thấy hay thì các anh chị em nghe thôi, còn không là ngày mai người ta sẽ nghe lại. Được chưa? Ai thích thì ngày mai nghe lại. Đó, nên là Vũ nói cái giờ này á, là không có ảnh hưởng tới ai hết. Anh chị em cứ buồn ngủ, các anh chị em cứ ngủ thoải mái, không vấn đề gì cả. Ngày mai chúng ta có thể nghe lại.
còn không sao cả. Các anh chị em hình dung, nhưng mà được cái là Vũ sẽ không đụng chạm tới những cái nhóm khác, những anh chị em khác. Được chưa? Ok chưa? À, còn cái khi nào mà thực sự cần thiết lắm thì Vũ sẽ báo là giờ đó livestream để gì? Tất cả mọi người cùng đến để nghe, để là gì? Để thông tin những cái quan trọng. Ok ha. Nên á, hôm nay Vũ chia sẻ nhiều là bởi để cho các anh chị em hình dung nhiều thứ hơn, rõ ràng hơn. Ok. À. Rồi, thêm một cái vấn đề nữa là gì? Là các anh chị em phải nhớ thêm một cái chỗ này nè. Công ty họ cũng đang tận dụng các cái công nghệ và họ xây dựng được cả cái khu vực để mà livestream. Hàng tháng họ sẽ livestream một lần. Để làm gì? Để cung cấp tất cả các cái thông tin. Và sao? Và những cái diễn biến này, diễn biến kia, những cái kế hoạch này, kế hoạch kia. Và được cái là chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều người từ công ty, những người bạn bè từ công ty. Chúng ta thấy được hết luôn, tổng quan những cái nhân vật ở trong công ty. Thì có phải rằng là rất là dễ không? Thì các anh chị em nào biết được tiếng Anh thì các anh chị em cứ xem. Còn không là các anh chị em có thể chờ sau đó khoảng tầm 1, 2 ngày, 3 ngày gì đó. Thì các anh chị em sẽ có phiên bản tiếng Việt được lồng tiếng thì Vũ sẽ xử lý. Vũ sẽ có cái đội ngũ để làm cái việc đó. Các anh chị em vô. Như vậy là chúng ta rất là dễ để cung cấp thông tin. Cái câu chuyện của chúng ta rằng là gì? Thời buổi ngày hôm nay là kinh doanh thông tin. Các anh chị em vô. Việc của chúng ta là trao thông tin. Còn cái việc họ đón nhận thông tin hay không, đó là chuyện của họ. Được chưa? Các anh chị em vô. Các anh chị em phải nhớ một điều rằng là gì? Có thể khi ban đầu chúng ta làm khó thì chúng ta nôn nóng. Chúng ta nôn nóng rằng là gì? Để cho người ta tham gia với mình. Nhưng sự thật rằng là các anh chị em phải hình dung mình nè. Cứ thoải mái tinh thần đi. 100 người chúng ta chia sẻ sẽ có người tham gia. Đúng không? Đâu có phải 100 cô gái mình đi tán là họ sẽ yêu mình đâu. Đâu có phải 100 chàng trai nhìn mình là 100 chàng trai nhìn mình đi dù mình đẹp đi nữa, đâu có phải là cả 100 chàng trai nó sẽ thích mình đâu. Đúng không? Các anh chị em hình dung ý. Đó là chuyện cơ bản của cuộc sống mà. Thì kinh doanh nó cũng vậy các anh chị. Kinh doanh nó cũng vậy. Từng bước. Có ngại không gì à? Mình chia sẻ thông tin mà. Mình thấy thông tin ra sao mình chia sẻ. Anh ơi, cái đoạn video clip này á, có hơn 40 phút thôi, nhưng mà nó thay đổi được nhiều thứ lắm các anh chị. Bởi vì sao? Nếu anh chịu ngồi nghe, anh mở tai phone này, anh dẹp hết mọi thứ đi. Hôm nay anh bận thì đừng có nghe. Ngày mai, ngày kia khi nào rảnh thực sự rảnh, dành ra một tiếng đồng hồ anh ngồi anh nghe hai cái người sáng lập này. Anh nghe hết đi. Nếu anh chưa nghe được, anh nghe lại giùm em một cái. Anh nghe xong đi, rồi lúc này anh hãy nghe tiếp, làm tiếp những cái bước này, bước kia, kế tiếp. Các chị em hình dung ý. Hai người sáng lập họ tâm sự như thế rồi mà vẫn có nhiều người đâu có nghe đâu. Các chị nhìn nhau. Nên ở đây các anh chị thông tin mà. Thông tin thì bây giờ mình chia sẻ thông tin cho họ rồi. Còn cái việc họ đón nhận hay không, đó là quyền của họ. Đúng không? Thì người đó nghiêm túc thì ok. Thì đó là cơ hội cho họ đạt được. Còn không á, thì chúng ta sẽ chia sẻ người khác. Nhưng các chị em phải nhớ chỗ này nè. Thời bây giờ chúng ta có rất là nhiều công cụ rồi. Thì có phải rằng là khi chúng ta trao cơ hội đi như thế một ngày, chúng ta có thể chia sẻ cho cả chục người, cả trăm người. Nói thật, có khi chúng ta chỉ có thể chia sẻ cả ngàn người thông qua Internet. Mà chúng ta không phải tốn một cái đồng nào hết. Nói chứ không tốn thì cũng ít nhất cũng phải tốn. Tốn tiền Internet tháng vài trăm nghìn. Đúng quá. Rồi tốn thời gian ở nhà chúng ta ngồi, chúng ta đỡ đi biết bao nhiêu. Rồi khi mà người nào mà tham gia rồi, người ta ok, thì sao? Mình hướng cho họ. Rồi xong bắt đầu lâu lâu mình tổ chức cái bữa ăn tiệc, giao lưu, karaoke. Thì sao ạ? Thì mình mời tới để mình giao lưu, nói chuyện, tâm sự thôi. Chứ đi ra đó mà ngồi một là bao nhiêu tiền ta, một hai là bao nhiêu tiền ta. Cái ông Johan này là ai? Đó là điều không tốt. Đó là điều không hay. Thời buổi công nghệ rồi, phải bỏ qua bớt đi những cái khác đi. Các anh nhìn vô. Thời công nghệ để nó giúp cho chúng ta tiến gần hơn với nhau nè. Để hiểu nhau hơn nè.
Còn công việc là để riêng bên này. Công việc là nó có hết các công cụ rồi. Thì cái việc, cái người mà công việc họ chỉ có việc lo cái việc đó là gì? Ngồi nghe hết đi, nắm bắt hết đi. Ok. Cao lắm thì sao? Mở zoom lên, mở like lên, mở trình bày này nếu ông hiểu. Chứ đâu ai rảnh đâu, có nhiều người buồn cười lắm. Tuyển được một người ở đâu phía Bắc á, từ miền Nam phía Bắc. Ta nói bay cái vé máy bay hết mấy triệu rồi, bay đi bay về chưa tính tiền khách sạn, ra cái xong sao, trình bày cho đã xong. Về họ tham gia cho 99 euro. Thất bại chưa? Thất bại rồi. Đúng không ạ? Thất bại rồi. Nên chúng ta đang được một cái thời kỳ mà chúng ta đã trải qua. Đó là gì? Tất cả mọi người đang được cách ly. Thì khi mà họ ở nhà, họ tạo ra được kết quả tốt. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng nó nữa? Mà tại sao chúng ta phải cứ lao ra ngoài để làm gì? Được chưa? Hãy dành 20% khi đi ra ngoài để làm gì? Giao lưu với những người chúng ta yêu quý. Ok, được chưa? Đó là cái vấn đề ha. Nên là các anh chị em cần phải chú ý cái việc này. Bởi vì khi mà chúng ta không có để ý cái việc này, chúng ta sẽ quay lại con đường cũ. Quay lại con đường cũ. Mất cả buổi sáng chỉ để chia sẻ một thông tin cho một người. Mất cả buổi chiều để chia sẻ thông tin cho một, hai người, ba người. Đúng không? Mà chưa kể bước ra về phải trả tiền cà phê, trả tiền ăn uống cho họ nữa. Liệt luôn các anh chị. Các anh chị nhìn không ạ? Các anh chị em mở Zoom ra, các anh chị em chia sẻ cơ hội ngày hôm nay nè. Các anh chị em ít nhất cũng phải có 10 người trong Zoom các anh chị rồi. Có 10 người trong livestream các anh chị em rồi. Các anh chị em có tiết kiệm được biết bao nhiêu các anh chị? Hãy nhớ một điều này, đừng có quan trọng cái việc rằng chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. Quan trọng chúng ta giữ được bao nhiêu tiền mới là quan trọng các anh chị. Ok chưa? Rồi một lần nữa, Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một giấc ngủ thật là ngon. Ok, xin làm mong các anh chị em thông cảm cho ngày hôm nay Vũ chia sẻ hơi bị nhiều, đúng không ạ? Để cho các anh chị em có thể rằng là thấy cái nào đó hay, có thể ứng dụng nó, được chưa? Để tránh đi những cái rủi ro, tránh đi những cái mà những cái vướng mắc, để giúp cho tất cả chúng ta đều tốt hơn. Ok ha, chúc tất cả các anh chị em dồi dào sức khỏe và có một giấc ngủ thật là ngon. Rồi hy vọng rằng là sớm gặp các anh chị trong những cái chương trình dã ngoại, được chưa? Sắp tới đây chúng ta sẽ tổ chức các chương trình dã ngoại từ Nam chí Bắc. Ok, còn khi mà thế giới mở ra rồi thì chúng ta sẽ tổ chức ở các nơi khác ở trên thế giới. Ok ha, bye bye.